Hôm nay sẽ giảng bài kinh số 6 trong Trung bộ kinh, bài kinh kinh ước nguyện. Thì nói lên cái chủ đề của cái bài kinh thì mình cũng hiểu được cái ý nghĩa của cái bài kinh đó. Đó là cái sự ước nguyện của người tu tập. Thì cái sự ước nguyện của người tu tập nó sẽ khác với cái sự ước nguyện của người đời. Là trên đời nó có hai con đường, đó là đường đời và con đường đạo. Thì đường đời là sẽ có những cái ước nguyện khác, còn cái con đường đạo, con đường tu tập nó sẽ có cái ước nguyện khác. Mà cái người mà sống ở trên đời mà không có cái ước nguyện thì nó giống như là cái người đó sống không có mục đích, giống như là một cái người mà cầm cái cung tên lên để mà nhắm bắn vào một cái đối tượng nào đấy. Thì cái vị đó phải có cái đích, có cái đối tượng thì cái mũi tên đấy nó mới đi đúng mục tiêu. Thế còn nếu mà một cái người mà giương cái cây cung lên nhưng không biết bắn vào đâu cả thì vị đó sẽ bắn vu vơ lên trên trời, bắn xuống đất, rồi cuối cùng nó sẽ chẳng có cái mục đích nào để cho cái mũi tên ấy nó đến. Như vậy người sống ở trên đời, người ta có cái ước nguyện của cái đường đời, cái đường tu đạo, nó có cái ước nguyện của cái đường tu đạo. Như là cái người đời thì cũng có những người, người ta có những cái ước nguyện rất là cao cả, và người ta có thể đạt được cái ước nguyện đó. Cũng có người thì có cái ước nguyện nó rất là bình thường, có người thì cái ước nguyện rất là nhỏ bé, có những người thì sống không có cái lý tưởng, không có cái ước nguyện gì cả, thì cái người đấy sẽ sống rất là mông lung. Thì cái đường tu đạo cũng thế, có những người có những ước nguyện lớn, muốn thành tựu những cái điều, những cái đạo quả lớn, có những cái người có cái ước nguyện bình thường, thành tựu những cái đạo quả bình thường, có những cái người có cái ước nguyện nhỏ, nhưng mà cũng có những cái người có những cái ước nguyện chân chánh, có những người có những cái ước nguyện sai trái. Không phải là những cái ước nguyện gì nó cũng đúng. Vậy thì một cái người phải học Phật thì phải biết nương vào lời Đức Phật để xem là mình nên có những cái ước nguyện gì, và những cái ước nguyện này nó phải phát khởi lên ở trong tâm. Giống như là một cái người mà muốn tu tập, nó phải khởi lên trong tâm, vì nó phải hiểu là tu tập là như thế nào, tu như thế nào, để làm cái gì và để đạt được cái gì. Đấy là cái người, đấy là cái người biết rõ về cái con đường đi của mình. Giống như là tất cả những cái người, người ta đi trên một cái con đường, người ta cũng biết là mình đang đi đâu và mình sẽ đi đến đâu. Như vậy, người đi trên đường đời, người ta cũng biết mình đi đến đâu. Người đi trên đường đạo, mình phải biết người mình đi đến đâu. Thì nếu như mà cái ước nguyện đó nó mà đi kèm với trí tuệ, tức là một cái người mà có trí tuệ, học cái giáo pháp, mình hiểu ra cái giáo pháp, mình biết được là có những cái con đường cao thượng và mình khởi lên những cái ước nguyện cao thượng. Thì cái ước nguyện này nó có khởi lên rồi, nhưng mà mình không có thực hành, không có hành động thì cũng không bao giờ mình đạt được. Thì cái ước nguyện đó, nó là cái ý thức, cái tâm của mình nó khởi lên. Nhưng mà nó phải đi kèm với lại những cái hành động. Mình cần phải thực hành thì mình mới đạt được những cái ước nguyện. Chứ không phải là những cái ước nguyện là những cái sự mong cầu suông. Như là có những cái người, người ta mê tín ở trên đời. Người ta muốn sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ, có tài sản chẳng hạn. Người ta cứ nghĩ rằng có những cái đấng thần linh cao thượng nào đó sẽ ban cho mình. Rồi là cái người đó chỉ có siêng năng lễ bái kêu cầu, cầu nguyện, chỉ có mang cái tính phát triển đức tin và ước nguyện suông như vậy. Thì đấy là một cái tâm lý ý thức mê tín tà kiến rất là phổ thông ở trên cuộc đời. Đó là có ước nguyện nhưng không có trí tuệ và không hiểu về được cái sự thành tựu, tức là cái người đấy không có hiểu những cái pháp về nhân duyên. Cho nên là cái vị đó cứ mong cầu cái quả mà không chịu gieo trồng cái nhân. Cho nên là những cái ước nguyện như vậy thì sẽ không thành tựu. Và đó là những cái ước nguyện mà Đức Phật không có dạy. Mà Đức Phật dạy những cái
ước nguyện, những cái mong cầu chân chánh, nhưng mà vị đó cần phải nỗ lực tự mình thực hành để mà đạt được những cái ước nguyện đó. Thì mai kinh Đức Phật lại cái kinh ước nguyện như thế này: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi xá vệ tại Cetavana kỳ đà năm vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: các tỳ kheo hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Ý là trước tiên thì Đức Phật dạy cái điều liên quan đến giới luật, là cái lời mở đầu trước tiên của cái bài kinh ước nguyện này. Thì Đức Phật chưa có dạy là cái ước nguyện gì cả, mà Đức Phật dạy đầu tiên là hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn. Đó là cái điều căn bản đầu tiên, là cái người đấy sống đầy đủ cái giới hạnh, là bỏ tất cả những cái tà hạnh, bỏ tất cả những cái ác hạnh, từ bỏ tất cả những cái nỗi nầm, tránh xa những cái ác nghiệp, và tinh tấn thực hành những cái thiện nghiệp ở nơi thân, ở nơi lời nói và ở nơi tâm, phòng hộ các căn, tiết độ trong ăn uống, đầy đủ oai nghi chánh hạnh. Là cái người có cái oai nghi thì nó khác với cái người không có cái oai nghi. Cái người có oai nghi thì trang nghiêm tề chỉnh, trên oai nghi về thân, đi đứng nằm ngồi, oai nghi ở nơi lời nói, là không có nói đùa giỡn, không năng xăng, không phóng dật, không nói những cái lời nhảm nhí cười cợt, và oai nghi về các cái tất cả những cái hành động cử chỉ của cái người đó có cái sự trang nghiêm trầm tĩnh. Thì đó là người đó có cái sự oai nghi, thì trông có cái sự khoan thai tề chỉnh, giống như là sư tử vương thì có một cái uy nghi khác hẳn với những cái loài thú tầm thường khác. Một cái người có cái oai nghi giống như là một cái người đấy là một cái người có một cái đời sống nội tâm có cái chánh niệm tỉnh giác, không lúc nào là có cái sự phóng dật, là vì đó không có những cái hành động vô thức. Như là một cái người có những cái hành động vô thức thì người ta cười cợt, năng xăng, chạy nhảy, đùa giỡn. Nhưng mà cái người có oai nghi thì phải có cái sự trang nghiêm, trầm mặc. Đấy là cái oai nghi chánh hạnh, thấy sự sợ hãi trong các cái nỗi nhỏ nhặt. Tức là cái vị đấy không coi thường những cái nỗi nhỏ nhặt. Đôi khi có những cái người nghĩ rằng mình chỉ phòng, đề phòng và tránh những cái nỗi lớn, mà mình không có tránh những cái nỗi nhỏ. Nhưng mà một cái người có cái tâm lý ý thức như vậy sẽ dẫn đến cái sự chủ quan. Bởi vì chớ coi thường những cái nỗi nhỏ đấy, nó giống như là những cái hạt nước, tuy nhỏ nhưng mà nó nhỏ lâu ngày thì nó cũng đầy tràn một cái bình lớn. Vậy những cái nỗi nhỏ nhặt nếu như mình thường xuyên phạm vào thì nó sẽ góp nhặt lâu ngày, nó sẽ thành những cái nỗi lớn, và từ những cái nỗi lớn ấy nó trở thành những cái nghiệp trọng nghiệp. Nên là cũng thấy sự sợ hãi trong những cái nỗi nhỏ nhặt. Vì cái người mà cái nỗi nhỏ khi phạm nó thành thói quen rồi, dần dần vì nó sẽ phạm đến những cái nỗi lớn. Chân chánh học, chân thánh thọ và học tập các học giới. Thì đây là cái điều đầu tiên. Sau đó Đức Phật dạy tiếp: này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính, tôn trọng, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống ở các chú xứ không tịch. Đấy là cái điều ước nguyện đầu tiên, mà đó cũng là một cái điều ước nguyện rất là tầm thường, rất là thiết thực trong cái đời sống hàng ngày. Một vị tỳ kheo thì không thể thiếu bốn cái món vật dụng. Nếu mà thiếu bốn cái món vật dụng, thiếu cái đầu điều đầu tiên, tức là một cái vị đấy ước nguyện mình sẽ được mọi người yêu mến,
yêu quý, cung kính, tôn trọng. Thì cái vị tỳ kheo đấy mà có muốn sống được ở trong một cái tăng đoàn ấy, một cái hội chúng nào đấy, mà cái hội chúng đấy mà không ưa mình, cái hội chúng đấy mà không hoan hỉ, không quý mến, thì mình sẽ khó mà sống ở trong cái hội chúng đấy được. Thế nên là có những cái người mà vào trong một cái hội chúng nào đấy, nhưng mà mình sống không có tuân thủ theo những cái nội quy, những cái quy định, những cái giới luật ở trong cái hội chúng đấy, thì cái hội chúng đấy sẽ không có chấp nhận mình, và mình có thể sẽ bị đuổi khỏi cái hội chúng đấy nếu như mà mình bị ghét, vì mình làm những cái điều, mọi những cái việc theo cái sở thích của mình, theo cái ý thích của mình, theo cái thói quen, theo những cái thói hư tật xấu của mình, thì mọi người sẽ không yêu quý, không kính nể, không tôn trọng, và mình sẽ không có cái sự hòa hợp, và có thể mình sẽ gây những cái phiền não cho người, và cũng là gây phiền não cho chính mình. Vậy thì cái người đầu tiên muốn sống ở trong cái hội chúng có các cái vị đồng phạm hạnh khác để có cái sự hòa hợp với nhau, có được cái sự tôn trọng, thì cái người đấy cần phải thành tựu viên mãn giới luật, tức là cái vị đấy có giới hạnh, thì cái vị đấy cũng sẽ được mọi người tôn trọng. Người ta tôn trọng không phải là vì cái vị đó xuất thân từ cái gia đình cao quý, không phải tôn trọng vị đó vì vị đó có cái hình tướng tướng khả ái, xinh đẹp. Người ta tôn trọng vị đó không phải vì vị đó có những cái học vấn cao, có cái bằng cấp, hay có cái địa vị, hay có cái nhiều tài sản gì, mà mọi người ở trong cái giáo pháp của Đức Phật, người ta tôn trọng người đó, cái thứ nhất đó là tôn trọng vì cái vị đó có cái sự giữ giới, có cái giới hạnh, tức là vị đó sống có cái sự thu thúc, có cái sự kiềm chế, có cái sự giữ gìn cái thân khẩu ý của mình, cái thân tâm của mình, tức là vị đó sống một cái đời sống thanh tịnh, không có sống một cái đời sống uế nhiễm ở nơi thân, nơi lời nói và nơi tâm. Thì người ta kính trọng là kính trọng cái sự giới hạnh thanh tịnh của cái vị đó. Nên là cái thứ nhất là vị đó phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không đoạn thiền định. Nếu mà chỉ có giữ giới thôi mà vị đó không thực hành thiền định, thì thực ra cái giới đấy thế nào nó cũng sẽ bị ô nhiễm. Bởi vì giới ô nhiễm là do cái tâm nó ô nhiễm. Tâm ô nhiễm thì cũng sẽ làm cho giới ô nhiễm. Một cái vị đó chỉ có giữ giới mà vị đó không tu tâm, thì vị đó sẽ không gột rửa được những cái ô nhiễm ở trong tâm. Thì dù vị đó có giữ giới nhưng mà nó chỉ được nhất thời, mà nó không có thể mà an toàn, lâu bền và vững chắc, nếu như vị đó không có hướng đến thực hành những cái pháp cao thượng hơn, đó là tu tập về tâm, tức là tu tập thành các cái pháp về thiền chỉ, tu tập về thiền định, làm cho nội tâm được tịnh tĩnh. Tức là cái vị đó giữ giới nhưng mà ấy lấy cái giới ấy làm nền tảng để tu tập về thiền định, chứ không phải là vị đó giữ giới. Nếu như vị đó chỉ giữ giới không, thì vị đó cũng sẽ không đạt được những cái mục đích của một vị sa môn hay thực hành được sa môn pháp. Nếu như vị đó giữ giới và dừng lại ở cái việc giữ giới đấy, thì sau này nó chỉ thành tựu được những cái phước lành ở cái thế gian, ở cái cõi dục giới, nhân giới, thiên giới, chứ không thể thành tựu những cái pháp về các cái đạo quả giải thoát giác ngộ được. Nên là vị đó vẫn phải thực hành về pháp về thiền định nữa, thực hành nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định. Mà cái việc mà thực hành thiền định này thì nó đòi hỏi một cái sự công phu rất là miên mật, không gián đoạn. Tức là vị đó muốn thành tựu được thiền định thì cái vị đó phải hành miên mật, tức là phải có cái chánh niệm trên cái đề mục thiền đó trong tất cả các cái thời, đi đứng nằm ngồi luôn luôn phải chánh niệm, không lúc nào được gián đoạn, tâm không rời khỏi cái đề mục thiền của mình, thì vị đó mới đạt được thiền định.
Thậm chí khi mà đã đạt được thiền định rồi, vì đó muốn giữ được cái thiền định của mình, vị đó vẫn phải giữ cái nội tâm tịch tĩnh và không gián đoạn thiền định, vì đó phải thực hành cái thiền đấy vẫn miên mật để giữ gìn, để làm cho cái pháp thiền của mình chưa thành tựu, nó được thành tựu, mà thành tựu rồi nó sẽ không bị mất đi. Mà một cái người muốn thành tựu được thiền định thì cần phải giữ cái giới cho nó trong sạch trước thì mới thành tựu được thiền định. Nếu một cái người cố gắng tu tập để thành tựu thiền định nhưng mà vị đó lại không có kiên trì, không tinh tấn giữ giới thì vị đó cũng không thành tựu được thiền định. Vậy nên là vị đó phải giữ giới rồi mới thành tựu được thiền định. Rồi sau đó vị đó thành tựu quán hạnh, tức là thành tựu thiền quán, và cũng là thiền tuệ, hay là cũng còn gọi là thực hành về các cái pháp thiền vipassana, thiền tuệ, phân biệt được sắc pháp, phân biệt được danh pháp chân đế, sắc pháp chân đế, quán được các cái pháp duyên khởi, thấy được cái tính sinh diệt, thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã trên danh sắc, trên năm uẩn, và vị ấy cứ phát triển cái tuệ quán đấy cho đến khi nó giác ngộ, đạt được cái đạo quả Niết Bàn. Thì đấy là cái vị đó mới là một cái người thành tựu được cả về về giới, về định và về tuệ. Vậy thì một cái người đấy ước nguyện rằng mình được các vị đồng phạm hạnh yêu quý, cung kính, tôn trọng, vị ấy phải thành tựu cả giới, cả định và cả tuệ. Một người có thể là chỉ thành tựu được giới thôi mà chưa thành tựu được định và tuệ, thì cái người đấy cũng có thể được mọi người tôn trọng, yêu quý, nhưng mà mới chỉ đạt được một cái mức thấp nhất trong cái pháp thực hành đó, trong cái sa môn pháp đó. Nhưng mà cũng có người thành tựu được cả giới và định, thì vị đó đã cao thượng hơn một bậc. Nhưng mà có người có thể thành tựu được cả giới, cả định và cả tuệ, thì cái vị đó mới thật sự là hoàn hảo trong cả ba cái pháp tu. Thì trong cái pháp tu tập của giáo pháp của Đức Phật chỉ có ba cái pháp này thôi, chứ không có ngoài ba cái pháp này. Đó là tu tập giới, tu tập định và tu tập tuệ. Một cái người mà thành tựu được cả giới, định, tuệ thì coi như là người đấy là một cái vị đã hoàn hảo về cái pháp hành, thành tựu được cái pháp đưa đến giải thoát, đưa đến giác ngộ, và vị đó đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng dường. Đã thì được tất cả những cái vị đồng phạm hạnh, những cái bậc trí thức, người ta sẽ tôn trọng, quý kính cái vị đó. Và Đức Phật dạy tiếp: này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu thiền quán, thích sống ở các cái chú xứ không tịch. Thì các rồi một vị tỳ kheo sống cũng không thể thiếu bốn cái món vật dụng, tức là vị đó phải có y áo, phải có dược phẩm, phải có sàng tọa, chỗ ở, và khi ốm đau thì phải có y dược phẩm trị bệnh, tức là bốn cái vật dụng cần thiết cho một cái đời sống của một cái người tu tập. Thì cái người đấy mình muốn có được những cái vật dụng đấy thì đó cũng phải thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ. Và vị đấy thích sống ở các cái chú xứ không tịch, tức là vị đó thích sống ở cái nơi yên tĩnh, sống ở cái nơi độc cư, không ưa thích những cái nơi ồn ào, không hân hoan thích thú trong những cái hội chúng đông người. Thì bởi vì một cái người mà không có giới hạnh mà mình thọ dụng những cái vật dụng, những y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm trị bệnh, những cái bốn món vật dụng đấy, thì nó không có lợi ích cho bản thân mình và cũng không có lợi ích cho những cái người dâng cúng. Vì cái người mà sống không có giới, tức là mình có những cái không giữ giới mà mình mong cầu là ta được nhận y áo, đồ ăn, khất thực, ra được nhận bốn cái vật dụng này, thì có thể mình đang lừa đảo và giống như là một những cái tên trộm cướp, cướp đoạt tài sản của người khác. Cũng vậy, cái người thí chủ, người ta dâng cúng những cái vật dụng vì người ta mong cầu có được những cái phước lành ở trong cái đời này và đời sau, được hưởng những cái phước lớn.
Nếu như mà người ta lại cúng vào một cái người có ác giới, có những cái tâm ô nhiễm, có những cái tà kiến, thì bản thân người ta sẽ không có được cái lợi ích gì, lãng phí cái tài sản của cái người thí chủ. Thì người mà thọ dụng cái vật dụng đấy mà không giữ, không có giới hạnh, thì cái người đấy sẽ mắc nợ cái thí chủ đấy, và trong tương lai mình sẽ bị trả những cái quả báo khổ đau, như là phải tái sinh làm những cái loài súc sinh, hay là tái sinh vào những cái đoạn xứ để trả lại những cái quả báo mà mình đã thọ nhận một cách phi pháp. Hay là cái vị đó phải có cái sự, cho nên là hàng ngày cái vị đó mặc dù mình có giới hạnh rồi, có định, có tuệ, vị đó vẫn phải quán tưởng những cái vật dụng đó trước, trong và sau khi sử dụng những cái vật dụng hàng ngày, phải chân chánh giác sát, quán tưởng để thọ dụng những cái vật đó một cách chân chánh, không có thọ dụng những cái vật đó một cách bất chánh. Và cái vị đó dù cho vị đó có giới định tuệ, vị đó cũng vẫn phải quan sát như vậy. Chỉ khi nào vị đó chứng đắc được những cái đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, cái người mà chứng đắc các cái đạo quả thì nó giống như là một cái người thừa kế những cái vật dụng đó. Hay là những cái đến khi nào một cái vị đó tu tập trở thành một cái bậc nậu tận, tức là chứng đến quả A-la-hán, thì vị đó mới có thể tự tại thọ dụng các cái vật dụng đó giống như người chủ. Bởi vì cái người đó lúc đấy đã trở thành một cái mảnh phước điển tối thượng ở thế gian, để cho những người dâng cúng dâng, người ta được lợi ích lớn, được công đức lớn. Vậy thì đó là khi mà thọ dụng những cái vật dụng, thì cái vị đó cũng phải có cái sự có cái bổn phận, có cái trách nhiệm của mình. Nó là mình phải thành tựu được giới hạnh, thành tựu được cái tâm thanh tịnh, thành tựu được cái tuệ quán, và vị ấy phải ưa thích ở những cái nơi thanh tịnh, ở những trú xứ không tịch, tức là vui thích ở trong ngôi nhà trống. Ở trong cái ngôi nhà trống ở đây là mình phải ở trong một cái căn phòng nó chỉ có riêng mình, chứ mình đừng có nên tụ tập hai người, tụ tập thêm một người thứ hai vào đấy nữa là sẽ có phóng dật, là sẽ ngồi nói chuyện phù phiếm nhảm nhí, sẽ làm uổng phí, lãng phí thời gian, và sẽ tán tâm loạn ý, không thành tựu được thiền định, thiền quán được. Thì đấy là ở cái trú xứ không tịch, có thể là mình ưa thích ở nơi núi rừng vắng vẻ, ưa thích ở dưới gốc cây, ưa thích ở trong một cái ngôi nhà trống trải, ít đồ đạc và không có những cái người khác để mình mất cái thời gian đàm luận những cái điều phù phiếm ở đời. Đấy là cái điều ước nguyện thứ hai về các cái vật dụng. Đức Phật dạy nữa là: này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta hãy hưởng thọ các vật dụng, y phục, các món ăn khất thực, sàng tọa và các y phục, các sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh, mong rằng các hành động của những vị tạo ra những vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, và không gián đoạn thiền định, thành tựu thiền quán, và ưa thích ở những trú xứ không tịch. Đấy là cái ước nguyện thứ ba, là nếu như mình ước nguyện cho những cái thí chủ dâng cúng dường cho mình, người ta được hưởng cái phước lớn, được hưởng những cái công đức lớn, thì cái người đấy cũng phải thành tựu những cái giới hạnh như thế. Cái người mà thí chủ ấy, có khi người ta cúng dường đến một vị tỳ kheo, người ta sẽ không biết đây là một cái người có giới hay là một cái người không có giới. Có thể người ta biết, nhưng mà rất nhiều người, người ta cũng sẽ không biết. Người ta cũng không biết là người này có các pháp thượng nhân, như là có đắc được thiền định không, có thần thông, có chứng được các cái đạo quả không. Người đó có thể là biết, nhưng cũng có thể đa số mọi người, người ta cũng không biết. Là cái vị, người ta chỉ biết là cái vị này là một vị sa môn, là một cái vị sống nương tựa vào những cái thí chủ cúng dường, rồi người ta cứ cúng dường như thế. Nhưng mà cũng thật là may rủi cho những cái người cúng dường đấy. Nếu như mà người ta cúng dường vào một cái người không có giới hạnh, sống không chân chánh, tức là cái vị đấy thọ dụng xong rồi, vị đó không tu tập giới, không tu tập tâm, không tu tập tuệ, vị đó sẽ chỉ có tụ tập rồi làm những cái việc
uổng phí cái thời gian mà không có chân chánh tu tập để mong cầu cái, để thành tựu những cái đạo giải thoát. Thì cái người thí chủ đấy, người ta cũng không được hưởng cái phước, hoặc là có được hưởng cái phước nó cũng không đáng là bao nhiêu. Nếu như người ta cúng dường đến một cái người không có cái đạo hạnh tu tập, không có giới định tuệ đó. Nhưng nếu như mà cái người thí chủ đấy, người ta cúng dường đến một cái vị sa môn chân chánh, nếu như mà cái vị đấy có giữ giới thôi, cũng có thể thành tựu cho cái người thí chủ đấy những cái phước lớn. Nhưng người ta cúng dường rồi, người ta mong cầu được sống lâu, được mạnh khỏe, được an vui, các đệ có trí, thì người ta sẽ thành tựu được những cái ước nguyện đấy. Người ta sẽ ước nguyện là sẽ được niết bàn trong ngày niệm lai, sinh về cõi thiên giới. Thì người ta cúng dường đến một cái người có giới định tuệ thì người ta sẽ thành tựu được những cái ước muốn đấy. Thì đấy là cái thí chủ mà cúng dường đến những người có cái tu tập càng cao thì cái công đức, cái phước của người ta sẽ được hưởng lại càng lớn. Ví dụ như là khi Đức Phật lên thiên giới giảng pháp, có hai vị chư thiên, có một vị chư thiên chỉ cúng dường đến trưởng lão Anuruddha, tôn một vị A La Hán, một vá cơm. Mà khi mà sinh lên thiên giới, vị ấy có hào quang lớn, có uy lực lớn, khiến cho cái hào quang của vị đó đẩy các cái vị chư thiên khác đi rất xa. Còn có một vị chư thiên thì đã từng bố thí 10.000 năm ở cõi nhân gian, ngày nào cũng làm việc bố thí cho vô số người, nhưng mà toàn bố thí cho những cái người không có đạo đức, không có giới hạnh. Cho nên là mặc dù vị đó bố thí rất nhiều tài sản và trải qua một thời gian rất dài, nhưng cái công đức, cái phước lành của vị đó không lớn, không lớn bằng một cái vị đã cúng dường đến một vị lậu tận chỉ một lần, và một cái việc phước nó rất là nhỏ nhưng mà cái công đức người ta rất là lớn. Vậy đấy là một cái vị thực hành sa môn pháp, không những là vị đó mang lại cái lợi ích, mang lại cái hạnh phúc, mang lại cái an lạc cho chính bản thân mình, mà vị đó còn nằm một cái mảnh ruộng phước điền khiến cho mang lại cái lợi ích, mang lại cái hạnh phúc, mang lại cái sự tấn hóa, an lạc cho rất nhiều chúng sinh ở trên cuộc đời này. Cũng như là có những cái chúng sinh ở cái cõi nhân gian này, người ta biết tôn trọng, cung kính, cúng dường đến những vị có giới hạnh, có đạo hạnh. Như vậy người ta được hưởng những cái phước lâu dài ở cõi nhân thiên. Nhưng mà cũng có những cái chúng sinh người ta chỉ cần khởi lên cái tâm hoan hỷ với cái vị đó, người ta cũng được hưởng phước. Thậm chí là có những cái các hàng chư thiên người ta hoan hỷ, người ta tôn trọng, cúng dường, người ta được phước. Có thể là những cái hàng súc sinh, ví dụ như là những cái con chim, con quạ nó bay trên trời thôi mà nó nhìn thấy hình bóng của những cái vị tu tập. Nhưng nếu đó là một cái vị tu có giới định tuệ, hay là đó là một cái vị thánh nhân chẳng hạn, nó chỉ cần khởi lên cái tâm hoan hỷ cung kính thôi, đến lúc chết nó cũng được sinh về cõi trời. Hay là những cái con trâu bò nượm gà giếc, những con vật nhỏ bé đấy, nó mà nhìn thấy hình bóng của những cái vị tu tập chân chính, có thể nó cũng sẽ tạo ra được cái phước lành và nó sẽ được sinh về cái cõi lành ở trong tương lai. Vậy đấy là cái sự tu tập của một cái người, không những vị đó đi đến cái sự chấm dứt khổ đau cho bản thân, mà vị đó sẽ còn là cái duyên lành, vị đó còn là cái ruộng phước lành, ruộng phước điền tối thượng để làm cho rất là nhiều chúng sinh có thể gieo tạo được những cái phước lành, những cái công đức. Vì vậy cho chỉ cần cái vị đó có được cái giới hạnh là một cái bước đầu tiên, và hơn nữa vị đó cần phải thành tựu được thiền định, và vị đó thành tựu được thiền tuệ, vị đó thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ, thì cái vị đó sẽ trở thành cái mảnh ruộng phước điền tối thượng ở thế gian. Và Đức Phật giảng tiếp: Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng những bà con huyết thống với ta, khi họ chết và mệnh chung, nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ, và nhờ vậy được quả báo lớn, lợi ích lớn,
tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, thành tựu được thiền định, thành tựu được thiền tuệ, và ưa thích ở những cái chú xứ không tịch. Đấy là một cái lợi ích nữa của cái người tu tập. Đó là có thể là những cái bà con quyến thuộc của mình, mà cái người đó tu tập khiến cho những cái bà con quyến thuộc của mình cảm thấy yêu mến, yêu quý. Mà đây không phải là yêu quý bằng cái tâm luyến ái, bằng cái tâm tham ái. Ví dụ như là người đời, người ta có thể là yêu quý nhau bằng cái tâm luyến ái, tham ái. Những cái tâm luyến ái, tham ái nó chỉ sinh ra sầu bi, chỉ sinh ra khổ não, sợ hãi, bất an. Nhưng mà ở đây, nếu như những cái bà con quyến thuộc của mình hoan hỉ với cái đức hạnh, với cái giới hạnh, với cái đạo hạnh của một cái người thân tu tập, vì ấy khởi lên cái tâm cung kính, khởi lên cái tâm tôn trọng, vì ấy kính trọng một cái người đấy, vì đó là một cái người tu tập có đức hạnh, thì những cái bà con quyến thuộc đấy sẽ được lợi ích lớn, công đức lớn. Tức là khi mà vị đấy mệnh chung, vị đấy nhớ đến hình ảnh của cái người tu tập đấy thôi, nhớ đến hình ảnh của cái vị đó với một cái tâm hoan hỷ thôi, cũng chỉ cần như thế mà vị đấy có thể sinh về cõi thiên giới được. Nhưng nếu như mà cái vị đó là một cái người có giới hạnh, có định, có tuệ, thì những cái bà con quyến thuộc đấy mới được cả những cái phước lớn, mới được những cái công đức lớn. Còn nếu như mà cái vị tu tập đấy mà lại không có giới, tức là vị đó ác giới, vị đó không có tu tập về tâm, vị đó có nhiều ô nhiễm, vị đó không có trí tuệ, mà vị đó có tà kiến, thì cái vị đấy sẽ khiến cho những cái bà con quyến thuộc của mình đọa vào những cái đọa xứ, vào các cái cõi ác thú địa ngục. Nên là khi mà thời xưa mà có những cái người đánh cá, người ta bắt được con cá vàng da rất là đẹp, nên người ta dâng lên ông vua. Ông vua ông thấy con cá rất là lạ, mang đến hỏi Đức Phật. Thì trong khi mang đến hỏi Đức Phật, con cá nó há mồm là nó ngáp một cái, thì mồm nó thối, khắp cả cái kinh thành đều thấy cái mùi thối của nó. Nên khi mà đến Đức Phật thì Đức Phật biết là đây là một cái vị tỳ kheo. Tỳ kheo trong thời giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp, do nói những cái lời phỉ báng giáo pháp, mà vị đấy là một vị tam tạng, thuộc lòng cả tam tạng. Lúc đấy Đức Phật đã khiến cho cái con cá đó nó có thể nói được cái tiếng người, và hỏi nó tên ngươi là gì, thì nó nói rõ ra về cái tên tuổi và cái vị tỳ kheo tu tập của mình. Và cũng nói là có mẹ, em gái và một số người thân cũng đã bị đọa nạt theo, bị đọa vào địa ngục, và bây giờ vẫn còn trong địa ngục suốt cả rất là nhiều triệu năm mà vẫn chưa thoát khỏi. Và sau khi nó chết ở đây, nó cũng phải đọa vào địa ngục, bởi vì nó theo có một cái ác tà kiến, phỉ báng chánh pháp. Còn anh trai của cái vị tỳ kheo đó thì lại chứng A-la-hán. Bởi vì khi hai anh em đi tu tập thì cái người anh lớn tuổi hơn, cái người thầy mới hỏi là hai ông muốn chuyên về pháp học hay muốn chuyên về pháp hành. Thì cái người anh nói là thôi con lớn tuổi rồi, thì con chuyên về pháp hành, thực hành giới định tuệ và chứng A-la-hán. Còn những người em nghĩ rằng mình còn trẻ, mình sẽ học pháp học, sau đó mình sẽ học pháp hành sau. Và cái vị đó học thuộc lòng cả tam tạng. Nhưng mà khi vị đó thuộc lòng cả tam tạng rồi, thì vị đó thấy rằng là mọi người vẫn không tôn trọng, không cung kính mình. Trong khi đó có những cái vị khác thì chuyên về pháp hành, thực hành giới định tuệ. Các vị đấy chẳng có thuộc những cái bài kinh như mình, mà các vị ấy lại được người khác tôn trọng, lễ bái, cung kính, cúng dường. Thế là thế nào? Vị đấy khởi lên cái tâm ghen tị, tức bực vì mình học như thế, có trí tuệ, có học vấn cao như thế, mà lại không được tôn trọng, cung kính. Như những cái vị suốt ngày ăn thì chỉ ngồi thiền, chả có cái học vấn, học thức rộng lớn quảng bác gì cả, mà lại được mọi người tôn trọng, cung kính, cúng dường. Cho nên là vị đó khởi lên cái tâm oán ghét, ganh tị. Rồi vị đấy nói những cái điều phi pháp, phỉ báng Phật Pháp và phỉ báng những cái vị chân tu. Rồi chính vì cái nguyên nhân đấy, vị đó đã bị đọa
vào địa ngục suốt cái thời gian không có Phật từ thời Phật Kassapa đến nay. Bởi vì ấy tái sinh là mấy con cá vàng ở dưới biển, bị bắt, sau đó bị chết, vì nó lại tái sinh lại vào địa ngục. Thì có một số người thân của vị đấy cũng đã xu hướng theo cái tư tưởng của vị của vị này, tức là có mẹ và em gái của vị đấy cũng có cái khuynh hướng ủng hộ những cái tà kiến, những cái phi pháp của cái vị đó, cho nên những người thân đó họ bị đọa lạc theo. Còn nếu như mà một cái người tu tập mà không có hướng về cái danh vọng lợi dưỡng như thế, mà vị đó hướng về giới định tuệ, thành tựu được giới định tuệ, thì những cái người thân người ta cũng sẽ hoan hỉ với cái giới định tuệ của cái vị đó. Người ta sẽ hoan hỉ rằng với cái người thân này của mình là một cái vị sa môn có giới, vị đó hoan hỉ với cái giới, vị này là một cái người có định tâm, có các cái sự chứng đắc về thiền định, cho nên là khiến cho những người thân hoan hỉ về cái sự thành tựu về thiền định. Cái vị này có trí tuệ giác ngộ và người thân hoan hỉ về cái trí tuệ giác ngộ, đó mới là cái nguyên nhân khiến cho những cái thân bằng quyến thuộc hay là những cái người có đức tin với mình hay là những người yêu quý kính trọng của mình sau khi chết được sinh về cõi thiên giới, được sinh về những cái cõi hạnh phúc an vui lâu dài. Còn nếu như mà cái vị vì đó tu tập nhưng mà vị đó hướng về danh vọng nội dưỡng, vị đó thành tựu được nhiều cái sự cung kính, thành tựu được nhiều cái tài vật, được cái sự cúng dường, khiến cho những cái người thân người ta lại hoan hỉ với cái lợi dưỡng của cái vị đó, khiến như những người thân hoan hỉ, đây là cái người thân của mình, trụ trì ngôi chùa lớn, có nhiều tài sản, có nhiều danh vọng, thì cái điều đó lại mang lại cái sự nguy hiểm cho chính những cái người thân nhân đó, hoặc là cái vị đó có những cái ác tà kiến, khiến cho những cái người thân hoan hỉ với những cái ác tà kiến đó, thì đó sẽ là nguyên nhân đọa lạc. Vậy cho nên là cái con đường đưa đến cái sự hạnh phúc an lạc chính là cái con đường phải là kiên trì thực hành giới định tuệ, không những là đem lại cái an lạc cho mình mà mang lại cho những người thân nhân, cho những cái người có đức tin, cho những cái người yêu quý tôn trọng mình. Vậy nên là một cái người Phật tử, một cái người tín đồ, khi chết người ta có thể tưởng nhớ đến hình ảnh Đức Phật, nhờ cái tâm tịnh tín cung kính đối với Đức Phật mà người ta được sinh về thiên giới, hoặc là người ta tưởng nhớ đến giáo pháp, người ta hoan hỉ với giáo pháp mà người ta được sinh về thiên giới, hoặc là người ta tưởng nhớ đến một cái hình ảnh của một cái tăng chúng mà người ta sinh về thiên giới, hoặc người ta hoan hỉ với những cái pháp bố thí cung kính cúng dường, người ta được sinh về thiên giới. Rất là nhiều những cái người thân, những cái người mà có những cái người thân đi xuất gia thì cái tâm hoan hỷ cung kính người ta rất là mạnh với những người thân đó, cho nên khi chết người ta hay tưởng nhớ về những cái người thân của mình đi xuất gia rồi. Nhưng mà nếu như cái người thân đó là cái người có giới hạnh, có giới định tuệ, thì đó là một cái phước lành lớn cho những cái thân nhân. Còn nếu như cái người đó lại không có cái giới định tuệ mà lại có những cái ác giới, có tà kiến, thì lại là một cái nỗi bất hạnh nguy hiểm cho cả những thân nhân của mình. Vì vậy nên là đấy là cái pháp mà Đức Phật mới dạy, đem lại cái lợi ích cả cho những người thân của mình. Và này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng những bà con huyết thông với ta khi mệnh chung nhớ đến ta được hoan hỷ, được quả báo lớn, lợi ích lớn. Và này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chớ không phải lạc và bất lạc nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục lạc và bất lạc khởi nên, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu thiền quán và thích ở những cái chú xứ không tịch. Thì nhiếp phục lạc và bất lạc ở đây có nghĩa là cái vị đó không bị dao động bởi những cái chuyện mà khi mà mình gặp khổ đau, mình không có khởi lên cái sự rối loạn hay là bất an sợ hãi, hay là khi mà mình gặp những cái sự cám dỗ, những cái dục lạc ở bên ngoài, mình cũng sẽ không bị dao động. Tức là cái vị đó có được một cái tâm tự tại, không sầu khổ khi mà mình gặp những cái sự khó khăn.
và không có hân hoan thích thú khi mà mình gặp những cái điều thuận lợi, những cái điều lợi ích. Đấy là cái vị đó sống tự tại trước tám cái gió đời bát phong, hay là vị đó tự tại trước cái sự khen và chê, sự yêu và ghét, được mất hơn thua. Đấy là vị đó không khởi nên những cái tâm nó không bị dao động bởi những cái chuyện tốt và xấu. Khi mình gặp những cái điều có lợi lạc, có lợi ích thì hân hoan thích thú, khi mà gặp những cái điều bất lợi, gặp những cái nỗi khổ một cái thì trở nên hoang mang sợ hãi. Thì đấy là cái tâm của những cái người còn dao động, còn phóng dật, của những cái người mà không có bản lĩnh, không có định tĩnh. Còn những người mà cái tâm có định tĩnh thì sẽ tự tại trước những cái điều đó. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo nào có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm, chứ không phải sợ hãi và khiếp đảm nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục sợ hãi khiếp đảm và sợ hãi không khởi lên, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh không gián loạn thiền định, thành tựu thiền quán và thích ở các cái chú xứ không tịch. Thì sự sợ hãi khiếp đảm ở đây là khi mà mình đi đến một cái nơi nào đấy nó quá là hoang vắng, ví dụ như là mình sống ở trong rừng với một cái người mà chưa chứng được thiền định thì sẽ luôn luôn có cái sự bất an lo sợ. Nên là có lần mà có cái Đức Phật cũng từng nói là cái vị mà không cái đời sống ở trong rừng núi hoang vu thì sẽ là một cái chướng ngại đối với lại một cái vị tỳ kheo chưa chứng thiền định. Còn với một cái người mà chứng thiền định rồi thì sẽ không không sợ hãi. Hay là một cái người đó có thể là vị đó nhờ có cái sự tự tại, nhờ vị đó có cái giới hạnh, nhờ vị đó có cái giới hạnh cũng sẽ làm cho vị đó có được một phần tự tại. Người có giới hạnh thì có thể sẽ khiến cho các vị chư thiên người ta cũng sẽ hộ trì, bảo vệ và không có làm hại cái vị đó. Có thể là vị đó có được cái nội tâm có định tĩnh thì chính cái nội tâm định tĩnh đó nó sẽ hộ trì bảo vệ cho vị đó. Ví dụ như là vị đó thành tựu được cái pháp thiền tâm từ, khi mà vị đó sống ở nơi nào vị đó cũng trải tâm từ đến những chúng sinh ở nơi đấy, thì khiến cho các hàng phi nhân quỷ thần ở nơi đấy người ta hoan hỉ, người ta cũng không có hù dọa, người ta không có cái ý là sẽ đuổi mình đi khỏi cái nơi đó. Hoặc là cái vị đó đại tâm từ đến các cái loài rắn rết hay là các cái chúng sinh độc hại ở nơi đấy, khiến cho những chúng sinh đấy nó không khởi lên cái ác ý muốn làm hại và nó không tấn công mình. Như là đại tâm từ đến các cái loài rắn chúa, mình sẽ không bị rắn nó cắn. Rồi là đại tâm từ đến những cái người nguy hiểm, những cái người ác ở xung quanh đấy, thì những cái người ác ấy, người ta cũng sẽ không có ác ý và người ta sẽ không làm hại mình. Hay là cái người mà có được cái thiền định rồi thì mình sẽ có được cái sự bảo hộ tốt hơn là chỉ có giới. Có giới thôi thì cái sự bảo vệ nó vẫn còn mỏng manh, và có thể mình vẫn không tránh khỏi những nguy hiểm, và đôi khi cái tâm lý của mình vẫn còn sợ hãi dao động khi mình ở những cái trong rừng núi hoang vu, những cái nơi thiêng liêng, đền đình miếu mạo, hoặc là ở những cái nơi có nhiều ác nhân, ác quỷ thần, ác thú, thì mình cũng không tránh khỏi. Mà nếu người đó mà thành tựu được giới, hoặc là thành tựu được thiền định, và nếu mà thành tựu được cả thiền tuệ, thiền quán nữa, thì cái sự tự tại nó càng cao hơn nữa. Đấy là cái người đấy sẽ không còn bị sợ hãi và khiếp đảm, sợ hãi khiếp đảm không nhiếp phục được vì có giới định tuệ. Mình mà không có giới định tuệ thì sẽ sống luôn luôn có sự bất an, lo lắng, sợ hãi khởi lên. Thậm chí có những cái người sợ hãi, nó rất là hoang mang. Có thể là mình sống ngay trong một cái hội chúng với những cái người xung quanh, có khi mình chưa đã hết được sợ sợ hãi nó có thể khởi lên, mà có thể là có cả những cái người ở xung quanh mình, có khi người ta có ác ý, người ta muốn làm hại mình. Có thể là mình không phải là mình sống sợ hãi một cái gì đó vô hình, mà có khi mình sợ hãi luôn cả những cái người mình thân rất là gần gũi với mình. Có thể luôn luôn lo lắng là không biết cái người đấy, người ta có ác ý mình không, người ta có làm hại mình không, hoặc là
thì cái tâm trạng, cái tâm lý của một cái người còn phiền não, nó hay có những cái suy nghĩ mông lung như vậy, và nó hay khởi lên cái sự sợ hãi như vậy. Thì chính cái sợ hãi đấy làm cho cái người đó luôn luôn do dự rụt rè, sợ sệt, và nó sinh ra nhiều những cái sự bất an, nỗi nầm, những cái phiền não khởi lên. Còn những cái người mà có cái nội tâm cao, có định tĩnh hay là có trí tuệ, thì người ta không sợ hãi những cái vu vơ như vậy, mà người ta cứ sống đàng hoàng nghiêm chỉnh, thì người ta chẳng có gì đáng phải sợ. Đấy cũng là những cái thì trong xuyên suốt như vậy, thì Đức Phật luôn luôn dạy là những cái ước nguyện từ nhỏ đến lớn luôn luôn đi kèm với giới, với định và với tuệ. Nhưng mà Đức Phật không hề dạy rằng là vị tỳ kheo ấy muốn thành tựu được những cái ước nguyện này, vị ấy cần phải học thức cao, cần phải có phải học rộng biết nhiều. Đức Phật cũng không có chú trọng đến cái việc học rộng biết nhiều. Đức Phật cũng không có chú trọng rằng cái vị đấy cần phải có những cái hình thức, hình tướng, những cái danh vọng chức quyền gì để khiến cho mọi người kính nể tôn trọng theo, mà Đức Phật không hề chú trọng đến cái chuyện đó, mà luôn luôn chú trọng đến chỉ có ba cái cần phải có, đó là thành tựu giới hạnh, thành tựu viên mãn về thiền định và thành tựu viên mãn về thiền tuệ. Và thích ở những cái chú xứ không tịch, tức là phải ưa thích ở những cái đời sống độc cư, viễn ly. Chứ Đức Phật cũng không hề nói rằng mình cần phải đi đến những cái hội chúng, cần phải thể hiện những cái tài năng của mình trước hội chúng, mà Đức Phật luôn luôn có cái sự khích lệ, đó là cần phải ở những cái chú xứ không tịch, tức là vì đó luôn luôn phải ở những cái nơi thanh vắng, tĩnh lặng, ở trong rừng và ở những cái ngôi tịnh thất, những cái nơi thanh tịnh, không có cái sự ồn ào, vắng vẻ. Đấy là những cái điều kiện để cho cái vị đó có thể thành tựu được những cái ước nguyện từ tầm thường cho đến cao thượng của cái sự tu tập. Đức Phật dạy tiếp là: này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phi sức, ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại nạp chú, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu được thiền quán và thích ở những cái chú xứ không tịch. Đấy là cái ước nguyện mà mình có thể dễ dàng chứng đắc được các cái tầng thiền sắc giới. Thì để mà thành tựu được cái tầng thiền sắc giới thì chắc chắn một cái điều đó là cần phải giữ giới thanh tịnh rồi, cần phải giữ phòng hộ các cái giới bột, phòng hộ các căn nuôi mạng thanh tịnh, và chi túc quán tưởng các cái vật dụng một cách chân chánh và hợp pháp. Rồi vị đó cần phải ưa thích cái đời sống độc cư viễn ly, ở nơi thanh tịnh vắng vẻ, và cái vị đấy cần phải thực hành công phu, thực hành thiền một cách miên mật. Thì có những thể là cái một cái người đấy có thể nhập thiền, xuất thiền một cách rất là dễ dàng, không khó khăn, không mệt mỏi, không sức, bởi vì một cái người mà muốn thành tựu được cái pháp thiền như vậy thì vị đó không có thích hội chúng, tức là vì nó không có ưa thích ở những cái nơi đông người, không ưa thích nói chuyện, tức là vì đó cần phải giữ cái sự im lặng thánh thiện, không ưa thích công việc, tức là vì đó không có ưa thích làm những cái công việc năng xăng giống như là những cái việc buôn bán giống như là người đời, không ưa thích ngủ nghỉ, tức là cái vị đó không có lười biếng, không có ưa thích nằm một mình mà mình lại đắm say vào cái ngủ thì cũng không có thành tựu được. Có phòng hộ các căn, có tiết độ trong nội, thì cái vị đó sẽ dễ dàng thành tựu được những cái pháp thiền một cách không khó khăn, không mệt mỏi và không phí sức. Còn nếu như mình trái lại, một cái người đấy ưa thích làm việc này việc kia năng xăng, ưa thích nói chuyện, ưa thích hội chúng, ưa thích ngủ nghỉ, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống, thì cái vị đấy sẽ rất là khó khăn để mà thành tựu được cái pháp thiền định. Hay là có thành tựu thiền định rồi, vị đấy cũng rất là khó mà an trú được, hay là vị đó cũng khó mà giữ gìn hay phát triển được, để giữ gìn phát triển được.
thì cái vị đó phải thành tựu được cái giới hạnh. Rồi Đức Phật dạy này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo ước nguyện có những giải thoát tịch tĩnh, siêu thoát sắc giới, thuộc vô sắc giới, mong rằng ta có thể cảm xúc thân và sống an trú trong cảnh giới ấy, các tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới nuột, kiên trì nội tâm tịch tĩnh không gián đoạn thiền định, thành tựu thiền quán và thích ở các cái chú xứ không tịch. Thì cũng như vậy, một cái người mà ưa thích thành tựu được các cái pháp thiền vô sắc, muốn an trú ở trong các cái tầng thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ ấy, thì cái đấy trước tiên là vì nó phải thành tựu được các cái pháp thiền sắc giới, tức là vì nó đã từng tu tập được các cái tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của các cái biến xứ kasina, như là đất nước, lửa, gió, đen vàng đỏ trắng, thì những cái kasina đấy nó mới sẽ làm nền tảng cho vì nó thành tựu được các tầng thiền sắc giới, và vì nó sẽ vượt qua những cái tầng thiền sắc giới đó để trú vào các cái tầng thiền vô sắc. Thì khi mà thành tựu được một cái pháp thiền nào đấy, ví dụ như là một cái hành giả thiền, thì đó có thể chọn bất cứ một cái đề mục thiền nào phù hợp, thích hợp với mình để mình thực hành cho nó thành tựu, cho nó chứng đắc an chỉ định, như là thiền hơi thở cũng được. Sau khi đó thì mình sẽ thành tựu chứng đắc được an chỉ định rồi, thì cái vị đó có thể hành các cái đề mục thiền khác rất là dễ dàng, không khó khăn nữa. Thì đó sẽ chuyển sang thực hành các cái 10 các cái kasina đó, rồi sau đó vị đó nhập vào tứ thiền kasina, vì đó suy xét đến những cái bất lợi của cái pháp thiền sắc giới, đó là nó còn có cái sắc thân này thì nó còn có nhiều những cái sự nguy hiểm về chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, tai nạn khác, không hạnh, có nhiều những cái bất lợi của cái sắc thân, bởi vì đó ưa thích có cái trạng thái mà nó cái tâm ni ý thức nó không còn lệ thuộc vào cái sắc thân này nữa, thì đó là những cái trạng thái của vô sắc giới. Lấy những cái khái niệm về không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ đấy làm đối tượng, rồi vị đó mở rộng cái ánh sáng và an trú vào trong đấy, thì vị đó sẽ phát triển được các cái tầng thiền sắc giới, nó sẽ tạo ra những cái thiện nghiệp thuộc về vô sắc giới, nó sẽ tạo ra những cái thiện nghiệp vô sắc giới. Vì đấy có thể an trú, nếu như một cái vị đó cứ an trú ở các tầng thiền sắc giới, khi mệnh chung vị đó sinh về các cái cõi trời, các cái cõi phạm thiên sắc giới, vị đó cứ an trú ở những cái tầng thiền vô sắc giới đấy, đến lúc mệnh chung thì vị đó sẽ sinh về những cái cõi vô sắc giới, có những cái tuổi thọ lâu dài ở tương lai. Thì đấy là tùy theo cái sự lựa chọn, tùy theo cái ước nguyện của mỗi người. Vì đó muốn thành tựu những cái điều cao thượng thì vì đó tu tập những cái pháp cao thượng, vì đó thành tựu được những cái điều bình thường thì vì đó tu tập những cái pháp trung bình bình thường. Thì đó là tất cả những cái sự an vui của mình, tức là nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái ước nguyện của mình, vào cái sự lựa chọn của mình và cái sự thực hành để thành tựu cái ước nguyện đó. Đức Phật dạy tiếp này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta diệt trừ được ba kiết sử làm cho muội nuộc tham sân si, chứng được nhất lai. Các tỳ kheo ấy có ước nguyện rằng mong rằng ta diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, không còn bị đọa nạn, chắc chắn hướng đến chánh giác. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới nuột, kiên trì tâm tịch tĩnh không gián đoạn thiền định, thành tựu thiền quán và ưa thích ở những chú xứ không tịch. Thế là nếu như một cái vị đấy có cái ước nguyện mà chứng được cái đạo quả thứ nhất thì cái vị đấy cũng phải thực hành cả ba cái pháp giới định tuệ như vậy. Thì, vì đó chỉ có thứ giới không thì cũng không bao giờ thành tựu được cái đạo quả này. Và có giữ giới và có thành tựu được tất cả các cái pháp thiền định rồi, sắc giới, vô sắc giới rồi, rồi vị đó dừng lại ở đấy thì cũng không bao giờ chứng đắc được cái đạo quả này, sơ đạo sơ quả này. Mà cái vị đó phải tiếp tục phát triển thực hành nên đến cái pháp thiền quán, tức là vị đó phải phân tích ra được sắc chân đế, danh chân đế, rồi là cái nhân sinh ra danh sắc, quán các cái pháp duyên khởi, quán vô thường, khổ vô ngã. Rồi vị đó nhờ quán như vậy, vị đó mới diệt được cái tà kiến cho rằng nó có cái sự thường nạc ngã tịnh ở trên cái thân nam uẩn này.
Bởi vì tất cả những cái chúng sinh còn là phàm phu thì những cái người đấy chưa thoát khỏi cái những cái tà kiến, tức là những cái tà kiến thuộc về thân. Đó là vị đó còn có cái tà kiến cho rằng cái sắc của mình là thường, là lạc, là ngã, có tự ngã, là thanh tịnh, cho nên vị đó còn dục tham, còn có ảo tưởng vô minh, còn tham ái, còn chấp thủ vào cái thân là muộn này, cho nên sẽ còn tái sinh ở trong luân hồi lâu dài và không có giới hạn. Còn đối với một cái sự cái người tu tập đấy, vị đó phân tích ra được cái thân năm uẩn này, rồi vị đó thấy nó cái sự vô thường khổ vô ngã ở trên cái thân năm uẩn đấy, thì vị đó sẽ đoạn trừ được cái tà kiến về cái thân. Đó là vị đó giác ngộ ra cái thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì vị đó diệt trừ đi được cái tà kiến đấy, cho nên gọi là vị ấy đoạn trừ được ba kiết sử thân kiến, tức là đoạn trừ được cái tà kiến về thân, 20 cái loại tà kiến về thân năm uẩn đó. Rồi vị đó đoạn trừ được hoài nghi, tức là vị đó không còn nghi ngờ về cái đạo quả, không còn nghi ngờ về cái nhân quả nghiệp báo, không còn nghi ngờ về giáo pháp, và vị đó có cái sự tự tín, có cái niềm tin ở chính nơi mình, tức là không còn phải nương tựa, mà cái vị đấy chắc chắn sẽ đi đến chánh giác ở trong tương lai, dù cho vị đó có rể ruôi thì cũng không bao giờ còn tái sinh đến kiếp thứ 8 nữa, nhờ vị đó đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ này, thì cái niềm tin bất động vào cái con đường giải thoát không bao giờ còn thối chuyển, niềm tin vào chân lý không bao giờ còn bị thay đổi nữa. Đó là cái vị đó chứng được sơ quả cũng nhờ cái sự thực hành giới định tuệ này mà nó thành tựu, chứ không phải là thực hành một cái pháp nào khác ngoài cái giới định tuệ này ra. Rồi Đức Phật dạy tiếp: này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta diệt trừ được ba kiết sử làm cho muội được tham sân si, chứng được nhất lai, chỉ trở lại một đời, chỉ trở lại một lại đời một lần nữa để đoạn tận khổ đau, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh không gián đoạn thiền định, thành tựu thiền quán và thích ở các chú xứ không tịch. Thì một cái vị chứng được sơ quả rồi mà thì vị ấy vẫn phải nỗ lực thực hành giới định tuệ tiếp thì mới chứng được đến nhị quả. Tức là khi mà chứng được đến nhị quả thì cái đoạn đoạn trừ của vị đấy cũng là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, cũng ba cái kiết sử đó, nhưng mà sẽ làm muội nược tham sân si, tức là làm cho dục tham sân hận và tà kiến của vị đấy sẽ yếu hẳn đi, nó không còn mạnh mẽ như một cái vị chứng được sơ quả nữa. Chứng được sơ quả thì tham sân si nó vẫn còn thô thiển, nhưng khi chứng đến nhị quả rồi thì tham sân si nó sẽ trở nên rất là vi tế, rất là nhẹ nhàng rồi. Đấy, cũng là do vị đó có nỗ lực tiếp tục thực hành giới định tuệ và vị đó sẽ thành tựu được quả nhất lai. Nhất lai có nghĩa là vị đó tối đa thì cũng chỉ còn tái sinh ở cái cõi dục giới này một lần nữa, rồi sau đó vị đó sẽ chấm dứt khổ đau. Đấy là đến đạo quả thứ hai, cũng là nhờ thực hành giới định tuệ. Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng trừ diệt được năm hạ phần kiết sử, ta được hóa sanh chứng niết bàn ngay tại cảnh giới ấy, không còn trở nuôi thế giới này nữa. Này các tỳ kheo ấy về thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh không gián đoạn thiền định, thành tựu thiền quán và thích sống ở các cái chú xứ không tịch. Thì cái vị đấy khi mà thành tựu được quả nhất lai rồi, vị đó vẫn nỗ lực thực hành giới định tuệ thì tiếp tục vị đấy có ước nguyện chứng đắc đạo quả cao hơn, thì vị đấy có thể thành tựu được đến quả bất lai. Quả bất lai sẽ diệt trừ được năm hạ phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử ở đây là ba cái kiết sử trước: thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, đấy là ba, cộng với lại dục tham là bốn, sân hận là năm. Vậy thì cái vị mà chứng đến cái quả bất lai này, thì cái từ bất lai có nghĩa là không trở lại, không còn trở lại cái cõi dục giới này nữa. Vị ấy sẽ hóa sinh về cái cõi tịnh cư thiên, tức là về cái cõi vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên và sắc hữu cánh thiên, một trong năm cái cõi tịnh cư thiên đó. Thì bất cứ các vị bất lai ở cõi nhân gian, ở cõi thiên giới, cõi phạm thiên, chứng đến cái đạo quả đấy, đến lúc chết thì sẽ sinh về cái cõi tịnh cư thiên đó, tương đương với cõi tứ thiền.
vị đó sinh ở đấy, niết bàn tại đấy, chứ vị đó không bao giờ còn trở lại cõi dục giới nữa. Thế là chứng được cái quả bất lai. Thì cũng nhờ thực hành giới định tuệ thì cái vị đó sẽ có thể chứng đến cái quả bất lai đấy. Nếu như vị đó hài lòng an trú ở đấy thì vị đó sinh về cõi tịnh cư. Còn nếu vị đó và vẫn tiếp tục nỗ lực thực hành thì vị đó sẽ chứng đến cái loại đạo quả cao hơn nữa. Rồi này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi ở trong nước không chìm, như đi ở trên đất liền, ta ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim với bàn tay chạm vào mặt trăng mặt trời. Những vật có uy lực, có đại oai thần như vậy, ta có thể thân có thần thông bay đến cõi phạm thiên. Vị tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh không gián loạn thiền định, thành tựu thiền quán và thích ở các cái chú xứ không tịch. Thì cái con đường mà thành tựu những cái pháp thần thông này thì sẽ có hai cách, đó là một là vị đó chứng đắc đạo quả, có thể vị đó tự động sẽ có tam minh lục thông, tức là vị đó có thể có thần thông nó đi kèm với đạo quả. Đó là những cái vị mà có những cái ba la mật về thiền định sẵn ở trong quá khứ rồi. Thì khi chứng đắc đạo quả, nó cũng đồng thời chứng đắc thần thông ngay. Vì đó không mất cái thời gian phải luyện thần thông. Còn nếu như một phàm phu, một vị mà chưa chứng đắc đạo quả, muốn có những cái năng lực thần thông này vẫn có thể thành tựu được. Nếu như vị đó thành tựu được những cái thiền định, thiền sắc giới mà vô sắc giới, vị đó chứng được tứ thiền bát định, thực hành 10 ca xin lá, thực hành 14 pháp thuần thục, viên mãn, vị đó làm chủ được tâm theo 14 cách đấy, vị đó cũng có thể phát triển được những cái năng lực thần thông này. Thì cái vị đó phải định tuệ. Như vậy thì vị đó cũng có thể phát triển được, đây là gọi là thần túc thông. Vị đó có thể biến hình vào bất cứ cái hình gì vị đó muốn, có thể bay ở trên hư không, đi trên nước, độn thổ trồi lên trên đất liền, rồi đến mặt trời, mặt trăng, hay là vị đó có thể lên cõi thiên giới mà bay lên các cái cõi phạm thiên giới, đàm luận, nói chuyện, tiếp xúc với các cái vị chư thiên phạm thiên rất là bình thường, nhẹ, dễ dàng. Như là các vị tỳ kheo thời Đức Phật thì những cái năng lực này rất là bình thường, không có khó khăn gì. Nhưng mà dần dần khi mà giáo pháp ở những cái thời sau này thì cái sự chứng đắc bắt đầu giảm đi. Sự chứng đắc bắt đầu suy giảm đi, sự chứng đắc các cái thánh quả ít đi, sự chứng đắc những cái thần thông bắt đầu cũng ít đi, dần dần ít đi, dần dần nó mất đi. Và như đến thời giờ cách mấy nghìn năm rồi thì rất là hiếm có. Nên bây giờ nói rằng là không có thì cũng không dám nói, mà nói rằng là có những vị mà có thể chứng đắc được những cái thần thông tự tại như vậy thì cũng rất là hiếm, rất là khó có thể nói được. Là có còn những cái vị mà chứng đắc những cái năng lực thần thông đấy hay không, nhưng mà thời Đức Phật thì rất là nhiều. Thậm chí có những cái người ngoại đạo ấy, người ta không có phải là tu tập theo giáo pháp Đức Phật mà người ta thực hành tứ thiền bát định này, người ta vẫn có những năng lực thần thông này. Hay trước thời Đức Phật người ta chỉ thực hành thiền định thôi, tứ thiền bát định người ta vẫn có thần thông. Thậm chí là có những người, người ta chỉ tu luyện những cái pháp về bùa chú, người ta cũng có thể phi hành đi trên hư không được. Đấy là những cái ở vào những cái thời đó để mà thành tựu được cái thần thông này thì rất là dễ, không khó khăn. Nhưng mà dần dần theo cái thời thế, con người dần dần suy thoái đi, trở nên cái phiền não nó tăng lên, rồi những cái tâm thanh tịnh nó yếu đi, thì những cái năng lực đó dần dần nó mai một đi. Nhưng mà con người thì nó có cái giai đoạn đó là ở những cái thời kỳ cái vị đó, cái con người ở những cái thời kỳ kiếp tăng kiếp giảm, có những cái thời kỳ cái ô nhiễm nó lớn thì rất là khó thành tựu được những cái pháp thượng nhân. Nhưng mà cũng có những cái thời kỳ cái con người ta có cái sự thanh tịnh rất là lớn, ô nhiễm ít, thì người ta rất là thành tựu được những cái năng lực về tâm linh này. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người ở xa hay ở gần, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì tâm tịch tĩnh không gián loạn thiền định, thành tựu thiền quán và thích ở các cái chú xứ không tịch.
Thế là vị đấy cũng có thể có thiên nhĩ, vị đó có thể, ví dụ như là vị đó muốn có thiên nhĩ, vị đó nhập vào những cái tầng thiền căn bản của thiên nhĩ đấy, hay là rồi vị đó mở rộng cái ánh sáng đó, vị đó tác ý là sẽ nghe những cái âm thanh ở gần, rồi sau đó nghe đến những âm thanh ở xa, nghe những cái âm thanh của loài người, hay là nghe những âm thanh của chư thiên, rồi sau đó những cái âm thanh đó sẽ đi vào cái nhĩ căn của vị đó, vị đó thành tựu được cái nhĩ thông, có thể nghe được những cái âm thanh của chư thiên và loài người ở xa ở gần. Đấy là thành tựu được cái thiên nhĩ thanh tịnh, cũng nhờ cái năng lực của cái thiền định và thiền tuệ. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng với tâm của ta biết được tâm của các chúng sinh và loài người, tâm có tham, biết tâm có tham, tâm không tham, biết tâm không tham, tâm có sân, biết tâm có sân, tâm không sân, biết tâm không sân, tâm có si, biết tâm có si, tâm không có si, biết tâm không có si, tâm chuyên chú, tâm tán loạn, tâm đại hành, tâm không đại hành, tâm vô thượng, tâm không vô thượng, tâm thiền định, tâm không thiền định, tâm giải thoát, tâm không giải thoát. Thì kheo ấy biết các cái tâm ấy cũng nhờ thực hành viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh không gián đoạn, thiền định, thành tựu thiền quán và thích ở các cái chú xứ không tịch. Đây là cái năng lực của tha tâm thông. Vì đấy mà muốn biết cái tâm của người khác thì là vì đó làm chủ được cái tâm của mình, rồi vì đó hướng cái tâm của mình vào cái tâm của người khác. Rồi vì đó cái người khác người ta nghĩ cái gì thì vì đó sẽ biết được là cái người đó đang nghĩ cái gì. Người có tha tâm thông ấy, sẽ biết được cái suy nghĩ của người khác. Nên vị đó khởi lên cái dục tham, vì đó biết là cái người này đang tham dục. Vì này có sân hận, biết là người đó có sân hận, người này đang có ác ý, đang suy nghĩ cái gì. Thì cái người có tham tâm thông sẽ biết hết, rõ ràng, không có khó khăn. Thì đối với thời Đức Phật thì các vị A-la-hán hay Đức Phật thì có tha tâm thông đó rất là dễ dàng. Ai nghĩ gì Đức Phật biết ngay, hoặc là các vị A-la-hán nghĩ gì, các cái ai nghĩ gì thì biết ngay. Cho nên đấy, dù mình có không có thể hiện ra bên ngoài, nhưng mà với một cái người có tha tâm thông sẽ biết hết được cái tâm tư suy nghĩ của mình. Như là cái thời Đức Phật vậy, có một lần có một tăng đoàn các cái vị tỳ kheo đang đi tìm một cái chú xứ để tu tập. Lúc đấy thì có một cái bà cư sĩ Phật tử, bà hỏi các thầy đi đâu, các vị bảo là chúng tôi đi tìm một chỗ để ăn cư, thì bà thỉnh các vị hãy ăn cư ở trong khu vườn để bà sẽ hộ độ trong 3 tháng. Thế rồi mà thấy các vị tỳ kheo này ở mỗi người một chỗ, mà hỏi tại sao các vị lại tu tập không có ngồi chung với nhau mà lại giữ im lặng, không nói chuyện với nhau, là không đoàn kết hòa hợp. Thì các vị bảo không, chúng tôi đang thực hành thiền. Bà hỏi thế hành thiền là làm sao, các thầy có thể dạy tôi thành được không? Các vị ấy dạy cho bà ấy thực hành cái pháp quán 32 thể trược. Đêm đấy bà ngồi bà quán khoảng 2 đến canh nhất canh 2 là bà chứng đắc được tam quả, chứng đắc được quả bất lai. Và khi chứng đắc quả bất lai, đồng thời bà cũng có năm cái cũng có những cái năng lực thần thông này. Bà cũng có tha tâm thông, nhãn thông, thiên nhĩ thâm, túc mạng thông. Rồi là lúc đấy bà hướng tâm mình đến tâm của các vị tỳ kheo này, thì bà thấy tất cả các vị tỳ kheo chưa ai chứng đắc cái gì cả, tất cả các vị ấy còn là phàm phu hết. Thế là bà này bà suy nghĩ là tại sao các vị này tu miên mật công phu như thế này mà không chứng đắc đạo quả. Thế là lúc đấy bà nghĩ ra là muốn chứng đắc đạo quả thì phải có một cái chú xứ thích hợp, cần phải có thân cận những người thích hợp, phải có thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp, thân cận những người thích hợp. Và suy xét năm cái đấy thì thấy rằng chú xứ này rất là thích hợp, thời tiết ở đây rất là thích hợp, và những con người ở đây cũng thích hợp. Có mỗi một cái không thích hợp, đó là thức ăn. Bà biết rằng là do các vị này không được ăn những cái món ăn phù hợp, cho nên là không thành tựu được đạo quả. Cho nên lúc đấy bà quyết tâm hộ độ cho các vị này phải chứng đạo quả hết. Đó là bà suy xét từng cái tâm của từng vị. Nào chỉ khởi lên cái ý là mong rằng ngày mai ta được một cái món ăn canh cà ri thì tốt quá. Thế hôm sau bà sẽ làm đúng cái món đó cho dâng cho vị này. Rồi là có những vị khởi lên mà ước gì ta được cái món ăn có cái vị chua chua ngọt ngọt. Thế là hôm sau bà sẽ mang đúng cái vị đó lên bà dâng cúng dường cho từng vị. Thế bà trong 3 tháng thì rất nhiều vị chứng A-la-hán. Và có một số vị chưa chứng A-la-hán và cảm thấy chột dạ, nghĩ rằng ôi tại sao bà này bà cứ biết tâm mình. Mình khởi lên cái ý nghĩ gì bà biết. Và các vị đấy sợ không dám tu ở đấy nữa, chạy đi bà. Nhớ là mình nghĩ những cái điều xấu xa quấy đấy, thì bà này bà cũng sẽ biết hết.
thì thật là xấu hổ. Và các vị đấy chạy về trình với Đức Phật là con không dám tu ở đấy, vì cái bà này bà biết hết tâm của chúng con. Thì Đức Phật bảo hãy quay lại đấy và cứ tiếp tục tu. Thì cái tâm ý nó lăng xăng như vậy, có cái người canh gác cho thì càng tốt. Thì đó cũng là một cái động lực để tu tập. Thì sau đó các vị đấy trở về và tu tập, sau 3 tháng hạ đều chứng A-la-hán hết. Thì đó là cũng là ở cái công của cái bà thí chủ này, cái bà hộ tăng này, bà biết hết tâm ý của từng người. Vậy thì cái sự thành tựu là nó có 5 cái yếu tố hỗ trợ. Đó là chú xứ phải thích hợp. Mình không tu tập chú xứ thích hợp không có bao giờ chứng đắc đâu. Thời thích hợp, không nóng không lạnh, và thân cận những người thích hợp, và phải có cái sự thực hợp phẩm thích hợp, tức là phải được ăn những cái món ăn phù hợp nữa, thì lại càng đầy đủ hết 5 yếu tố đấy thì sẽ thành tựu đạo quả. Nên là nếu mà một cái người hộ tăng mà người ta có thần thông, người ta có tha tâm thông, người ta hộ độ thì thật, thì đó sẽ là một cái lợi lạc lớn cho những người đang tu tập. Rồi Đức Phật dạy tiếp này, là các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta sẽ thấy sự sống chết của các chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Các tôn giả mà chúng sanh làm những ác hạnh về thân, về lời nói ý nghĩ, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo ác nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Còn các tôn giả hay cái chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, về lời nói ý nghĩ, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các thiện nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sinh, biết rõ rằng chúng sinh người hạ nhiệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Tỳ kheo ấy cần phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thành tựu, thành tựu thiền quán và thích sống ở các cái chú xứ thanh tịnh. Thì đấy cũng là một, nếu mà thành tựu được thiên nhãn thì cũng thế, thì cái vị đấy cũng phải là sống độc cư, im lặng và thực hành thiền chỉ quán. Thì vị đó sẽ mở rộng cái ánh sáng của mình đến những cái chúng sinh ở cõi đọa xứ như địa ngục hay là thiên giới. Rồi vị đó có thể tác ý là chúng sinh này tại sao phải địa ngục, thì vị đó sẽ thấy được những cái nghiệp mà cái chúng sinh đó đã tạo trong quá khứ, hay là hướng đến một vị chư thiên, vị đó quán là nguyên nhân nào vị này sinh làm chư thiên, vị đó cũng sẽ thấy được những nghiệp quá khứ của vị chư thiên đó. Đấy được gọi là sinh tử trí, thiên nhãn trí, thấy được cái sự sống và cái sự chết và tái sinh của các cái chúng sinh đó, gọi là thiên nhãn. Thì cái năng lực thiên nhãn này cũng có thể thành tựu do một cái vị đó phát triển từ thiền định mà nên, hoặc là vị đó chứng đắc được thiền tuệ, thiền quán, hay là chứng đắc được đạo quả, thì tự nhiên cũng sẽ có những cái năng lực về thiên nhãn này. Và này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhớ đến các đời sống quá khứ như 1 đời, 2 đời, 10 đời, 20 đời, 100 đời, 1000 đời, 100000 đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và nhiều thành và hoại kiếp. Nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ nạc như thế này, thọ mạng đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia ta được sinh chỗ nọ. Tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ nạc như thế này, thọ mạng đến mức như thế này, sau khi chết ở chỗ nọ ta sanh về đây. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định và thích sống ở các chú xứ thanh tịnh. Thì cái vị đấy mà muốn được cái túc mạng trí để nhớ về những cái đời sống quá khứ của mình bằng rất là nhiều đời nhiều kiếp, thì nên là Đức Phật nói rằng ngay cả những người ngoại đạo tu tập người ta cũng có thể nhớ được tới 40 đại kiếp. Còn những cái đệ tử của Đức Phật có thể nhớ đến hàng nghìn đại kiếp, có thể là hàng trăm ngàn đại kiếp, hoặc là nhiều A Tăng kỳ kiếp. Như bậc thượng thủ Thanh Văn có thể nhớ một A Tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp. Còn như Đức Phật thì nhớ được vô lượng kiếp, không có giới hạn. Đấy là có thể nhớ lại những cái đời sống quá khứ của mình bằng cái năng lực của thiền định. Những vị đó chứng đắc được thiền định. Rồi vị đó cũng có thể phát triển cái túc mạng trí để nhớ về quá khứ, hoặc là vị đó có thể thực hành thiền quán, cũng có thể thấy được những cái nghiệp mà danh sắc mà vị đó đã tạo ở trong những cái thời
điểm cận tử ở trong quá khứ. Thì đó có thể đến cái pháp quán về duyên khởi, vì nó cũng có thể hướng tâm đến những cái về cái thời điểm tục sinh, rồi hướng về thời điểm cận tử ở cái kiếp quá khứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cũng có thể nhớ được rất nhiều kiếp sống quá khứ. Nhưng mà cái năng lực của túc mạng trí thì sẽ nhớ được rất là nhiều những cái kiếp sống quá khứ, cả những cái nét đại cương và chi tiết như vậy. Nên là thì cái vị đó cũng nhờ thực hành tới định tuệ là vị đó sẽ thành tựu được như thế. Thì đây được gọi là những cái thắng trí. Những cái thắng trí của vị đấy như túc mạng trí, thiên nhãn trí, thiên nhĩ trí, tha tâm trí và thần túc trí. Những cái đấy được gọi là những cái trí thủ thắng, những cái trí thủ thắng cao thượng. Nhưng mà còn có một cái trí cao thượng hơn nữa, đó là nậu tận trí. Vậy mà một cái vị tỳ kheo có một cái ước nguyện cao thượng nhất hơn tất cả những cái trí khác, đó là ước nguyện chứng đắc được nậu tận trí. Để Đức Phật dạy này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện với sự diệt trừ các cái nậu hoặc, sau khi tự chi tự chứng, ta chứng đạt an trú ngay ở trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có nậu hoặc, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh không gián đoạn thiền định, thành tựu thiền quán, thích sống ở các chú xứ không tịch. Đấy là cái cao thả cao thượng nhất. Đến cái ước nguyện cuối cùng, đó là vị đó ước nguyện chứng được nậu tận trí, tức là đoạn trừ được hết các cái nậu hoặc, các cái phiền não, các cái tham sân si, thì vị đó sẽ chứng được đến đạo quả cuối cùng, đó là đạo quả A-la-hán. Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã tranh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Đây là cái ước nguyện cao quý, cao cả, cao thượng. Và đến đây coi như vị đó đã thành tựu viên mãn những cái ước nguyện của mình. Rồi cái cuối cùng, kết luận của bài kinh Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ tu học các học giới. Như vậy phàm đã nói gì, chánh duyên ở đây mà nói vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Và đến cuối cùng, Đức Phật cũng căn dặn một cái điều cuối cùng, đó là thực hành những cái giới bổn, phòng hộ cái sự giới, phòng hộ của giới bổn, sống có oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những cái nỗi nhỏ nhặt, và chân chánh học tập các cái học giới. Đầu tiên mình hãy nỗ lực tu tập giới. Giới có viên mãn rồi thì lúc đấy nó sẽ làm nền tảng mình tu tập thiền định một cách dễ dàng. Khi mà thiền định thành tựu rồi, mình sẽ có thể tu tập thiền tuệ một cách dễ dàng. Thiền tuệ mà tu tập rồi, mình có thể chứng đắc được đạo quả một cách dễ dàng. Chứng đắc được đạo quả rồi, mình có thể thành tựu được những cái thắng trí, những cái năng lực thần thông nên đi kèm theo, cũng không có khó khăn nữa, cũng dễ dàng. Thì đấy là cái ước nguyện của một cái người tu tập trong cái giáo pháp của Đức Phật, là những cái ước nguyện như thế, là những cái ước nguyện để thành tựu đến cái mức độ cao nhất, đó là thành tựu được cái sự nậu tận đó, thành tựu được tam minh lục thông đấy, thành tựu được cái đạo quả bất lai, nhất lai, sơ quả hà đấy, hay là vì đó thành tựu được cái sự tự tại làm chủ cái tâm của mình, không có sợ hãi khiếp đảm, không có bị dao động trước những cái cảnh được mất ở đời, hay là vì đó có cái ước nguyện để cho những người thân của mình được cái lợi ích khi mà tưởng nhớ đến mình, khi mà vị đó các cái vị ấy mệnh chung, hay là vị ấy ước nguyện được cho những cái người cúng dường hộ độ cho mình, người ta được hưởng những cái phước lành lợi ích, hay là mình, vị ấy ước nguyện là mình được đầy đủ những cái vật dụng của cái đời sống tu tập, hay là vị ấy có những cái ước nguyện được mọi người yêu quý cung kính tôn trọng. Đấy, thì là đấy là những cái ước nguyện. Thì cái vị đấy cần phải thực hành ba cái pháp, không cần phải thực hành các cái pháp khác. Đó là thực hành giới, giữ giới cho thanh tịnh, thực hành các cái việc tu tâm, tức là thực hành các cái pháp thiền định cho viên mãn, và thực hành các cái pháp thiền tuệ cho viên mãn. Chỉ cần thực hành viên mãn ba cái điều học này thôi, thì tất cả những cái ước nguyện của mình nó cũng sẽ được viên mãn, cũng sẽ được thành tựu. Thì đấy là cái ước nguyện của người tu, thì mình phải có cái ước nguyện đấy, và mình cần phải thực hành cái điều đấy. Đấy là bổn phận, đối là nhiệm vụ của cái người tu tập
Chứ còn nếu mà một cái người tu tập mà lại không có ước nguyện đấy, mà lại có những ước nguyện khác, thì đó lại không có những ước nguyện đấy, vì đó có ước nguyện khác. Vì đó có ước nguyện là mong rằng ta có nhiều danh vọng, ta có nhiều lợi dưỡng, ta có nhiều quyền lực, ta có tức là nhiều những cái tài sản về vật chất, thì đó là những cái ước nguyện bất chánh, những cái ước nguyện sai lầm. Và những cái ước nguyện đấy nó sẽ dẫn cho cái vị đó đi vào ác thú đọa xứ địa ngục. Còn những cái ước nguyện để thành tựu được về các cái đạo quả giải thoát giác ngộ thì nó mới đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Thì người đời thì có cái ước nguyện của cái người đời, người tu tập có cái con đường tu đạo, có cái ước nguyện của cái con đường tu đạo như vậy. Nên là một cái người sống mà không có ước nguyện, ví dụ như người tu tập mà có người đến hỏi là tu tập vì cái mục đích gì, mà vị đó bảo tôi chả biết, thấy người khác đi tu tôi cũng đi tu ấy, chả biết đi tu vì cái ước nguyện gì cả, thì cái người đấy cũng không đúng, không có ước nguyện, sẽ không có ý chí, không có cái để phấn đấu, không có cái để mình mong cầu, không có cái để thì mình cũng không đạt được những cái điều đáng đạt được. Vậy là ví dụ như một cái người đời mà người ta không có cái ước nguyện gì, và là tương lai mình sẽ muốn những cái điều gì mà tôi cũng chả biết, chẳng nghĩ gì đến tương lai, sống ngày nào biết ngày đời, thì cái người đấy cũng sẽ là một cái người không có làm được cái việc gì cả. Nên là có một lần Đức Phật nhìn thấy hai vợ chồng già đi ăn mày, Đức Phật nói là cái người kia nếu mà chăm chỉ làm ăn thì người đấy sẽ trở thành một cái vị đại phú hộ ở cái thành này, thứ nhất, thứ nhì hoặc là thứ ba ở cái thành này. Nếu vị đó chăm chỉ làm ăn từ nhỏ thì vị đó sẽ là vị giàu nhất cái thành này. Vì nếu như đến trung niên vị đó chăm chỉ làm ăn thì vị đó đã trở thành cái người giàu thứ hai của cái thành này. Lão niên vị đó mà chăm chỉ làm ăn thì vị đó cũng thành cái người phú hộ thứ ba. Hoặc là nếu như vị đó đi xuất gia từ nhỏ thì vị đó sẽ chứng được quả A-la-hán. Vị đó xuất gia trung niên vị đó cũng phải chứng được quả bất lai. Lão niên biết tu tập vị đó cũng phải chứng được quả nhất lai. Nhưng mà do vị đó không khởi lên cái tâm đấy, không khởi, không có một cái ý tưởng gì, không có cái ước nguyện gì cả, cho nên là cái vị đó chỉ là cái người ăn mày. Mà vị đó sinh ra thì con nhà rất là giàu có, đại phú, mà vì vị đó sống không có cái mục đích, sống ngày nào biết ngày đấy, và cho nên là vị đó tiêu xài hết tài sản. Rồi cuối cùng hai vợ chồng dắt nhau đi ăn xin với cái tâm lý rất là hạ nhiệt như vậy. Và sau khi chết, vị đó phải đọa vào địa ngục mà không thành tựu được cái gì cả. Nên là Đức Phật mới dạy là lúc trẻ không tu phạm hạnh mà cũng không tìm kiếm bạc tiền, thì khi về già thì ủ rũ như con cò, như con cò già ủ rũ không có tôm cá để ăn. Vậy nên là lúc trẻ mà mình không có những cái ước nguyện cao thượng đấy, thì đến lúc già mình sẽ hối hận và khi chết sẽ đoạn lạc. Cần phải có ước nguyện, ước nguyện nó cần phải đi kèm với trí tuệ, nó mới đúng, nó mới có những ước nguyện chân chánh cao thượng, và kết hợp với những cái hành động chân chánh đó mình sẽ đạt được những cái mục tiêu, những cái mục đích của mình. Nên cái người tu tập phải có những cái ước nguyện như trong cái bài kinh Đức Phật đã dạy, mình phải khởi lên những ước nguyện như vậy và cần phải thực hành như vậy thì mình sẽ thành tựu được những cái ước nguyện đó. Đó là cái nội dung của cái bài kinh thứ 6, Trung Bộ Kinh, kinh ước nguyện. Bây giờ sư sẽ trả lời các câu hỏi. Bạch giáo sư, con xin đọc các câu hỏi của các hành giả gửi lên ạ. Câu hỏi của hành giả Huy. Dạ bạch sư, xin sư hướng dẫn cho con cách quan sát ý môn
và các chi thiền khi vào được sơ thiền ạ. Con cảm ơn sư. Quan sát ý môn, tức là vị đó sẽ kiểm tra hữu phần Pavanga. Khi mà muốn kiểm tra cái tự tướng nó xuất hiện ở ý môn thì vì đó phải để tâm ở trên tự tướng đó liên tục, không gián đoạn 1, 2, 3 tiếng hay 3, 4 tiếng liền liên tục, nó không có gián đoạn, 5 triển cái nó không có khởi nên. Tức là vị đó chắc chắn đã vào đến an chỉ định rồi thì lúc đấy vị đó mới kiểm tra ý môn. Vị đó sẽ phải chú ở trên cái tự tướng đó khoảng gần 1 tiếng hoặc 1 tiếng cho định nó rất là sâu, cái tự tướng nó sáng chói, nhìn vào cái ý môn, nhìn thẳng vào trong cái trái tim thì vị đó sẽ thấy cái vùng đó nó sáng rực lên. Thì đó chính là cái tâm hữu phần nó ở đấy. Vị đó sẽ kiểm tra nhiều, vị đó sẽ nhận biết ra được đó là ý môn. Ý môn tức là cái tâm hữu phần. Rồi sau đó vị đó phải kiểm tra cái tự tướng nó xuất hiện ở nơi ý môn. Tự tướng là cái nimitta, cái ánh sáng của cái hơi thở nó ở trên mũi. Nhưng mà khi mà nó đạt được sự nhất tâm rồi thì mình đưa cái tâm đi đâu thì mình sẽ thấy cái nimitta nó sẽ xuất hiện ở đấy. Mình đưa tâm xuống ý môn, mình sẽ thấy cái nimitta đấy nó xuất hiện ở dưới ý môn. Tức là mình nhìn sâu xuống dưới ý môn, mình cũng thấy cái nimitta nó xuất hiện rất là sâu dưới ý môn đó. Thì đó là sẽ thấy được nimitta xuất hiện ở dưới ý môn. Rồi sau đó mình với phân tích các chi thiền tầm là hướng và đặt tâm vào tự tướng. Thì vì đó lúc đấy mình nó cần phải hiểu ra được cái thiền tầm, hiểu ra được tâm là cái gì, tự tướng là cái gì. Hay nó mà hiểu được ra rồi thì vị đó mới thấy được cái thiền chi đó. Tứ là sự bám sát tự tướng, thì nó thích thú là thoải mái dễ chịu, và nhất tâm là cái sự định tĩnh lặng lẽ trên tự tướng đó. Đấy là 5 cái thiền chi. Mặc dù nói như vậy nhưng không phải là thực hành trên cái khái niệm lý thuyết đó, mà phải thực hành trên cái sự tuệ chi bằng cái kinh nghiệm, bằng cái sự thấy biết của chính mình. Nếu như vị đó thật sự chứng vào lên an chỉ định thì vị đó mới thấy được cái nimitta nó xuất hiện ở dưới ý môn. Còn nếu mà chưa vào được an chỉ định, mình có nhìn xuống dưới ý môn, mình cũng sẽ không thấy gì cả, không thấy được nimitta nó xuất hiện ở dưới ý môn đó, là do mình chưa vào được an chỉ định. Nên là cái này mình phải thực hành định cho nó thật sâu, cho nó chắc chắn thì mới có thể kiểm tra cái đó được. Chứ mình cái định nó chưa đi đến đâu mà đã kiểm tra cái đấy thì cái định nó sẽ yếu đi, hoặc là mình kiểm tra mình hiểu không đúng và mình sẽ sinh ra ngộ nhận, sinh ra hiểu nầm, hiểu sai. Mình chưa chứng đắc, mình đã tưởng mình chứng đắc thì cái đấy nó lại là một cái nguy hại, không có lợi ích, không có tốt. Mình không có thấy được những cái pháp chân thật mà mình lại tưởng là mình thấy được pháp chân thật thì nó lại đi vào con đường tà đạo, khiến cho cái vị đó bị đoạn lạc. Nên là phải thận trọng, không dễ dàng trong cái sự thực hành kiểm tra 5 cái chi thiền đó. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Phương ạ. Thưa sư, con được tham dự một khóa thiền hành của chùa Phúc Minh. Đây là lần đầu tiên con thiền hành. Con được sư chỉ dẫn tận tình và chu đáo. Trong thời gian thiền hành tại chùa, con cố gắng tu tập nhưng con vẫn chưa có nimitta. Khi hết thời gian tu tập, con trở về nhà vẫn cố gắng dành thời gian thiền hàng ngày vào buổi tối vì con vẫn đi làm. Ban ngày có thời gian con đọc kinh như ở chùa sư cô hướng dẫn. Nhưng đến giờ con vẫn chưa có tiến bộ, con vẫn quyết tâm thiền hành. Con thầm nghĩ không biết có phải hay không là con không đủ duyên tu thiền hành, vì trước đây con tu theo tịnh độ. Xin sư chỉ dạy cho con để con vững tâm hơn trên con đường tu tập ạ. Con cảm ơn sư. Thì tu tập để mà không nên mong cầu là phải có nimitta làm cái gì cả. Cái việc thực hành thiền mình cứ thực hành. Mình thực hành mà mình cảm thấy những cái phiền não của mình nó bớt đi. Mình tu tập như thế, dục tham sân hận hôn trầm thụy miên trạng hối hoài nghi của mình nó bớt đi thì đó là tiến bộ rồi. Còn chứ không phải là mình cứ phải mong cầu có nimitta. Mình sáng thì có hàng trăm người tu mới có 1-2 người có thôi, chứ không phải ai tu nó cũng thành tựu được. Vì có những cái người
năm triền cái nó rất là mạnh, dục tham sân hận hôn trầm thủy miên trạo hối hoài nghi nó rất là mạnh, thì người đấy sẽ phải một thời gian rất là dài trong khi vừa thực hành thiền mình vừa phải nỗ lực đấu tranh để gột rửa, để loại bỏ những cái ô nhiễm đấy đi. Khi cái ô nhiễm ấy nó lắng đọng rồi thì mình lại phải phát triển năm căn, đức tin nó phải mạnh, tinh tấn nhất tâm, rồi trí tuệ, tín tấn, niệm định tuệ, chánh niệm, nó đều năm cái đấy dần dần nó mạnh lên, rồi nó lại phải quân bình, nó không cái nào nó lấn át cái nào nữa, thì lúc đấy nó mới có đắc định được, chứ không phải là đắc định được mà dễ. Nên là mới tu một tuần mà đã mong cầu điều đấy, thì chính cái mong cầu đấy là ô nhiễm, mong chiều cầu đấy mới là cầu uế, phải bỏ cái mong cầu đấy và kiên trì cố gắng tinh tấn thực hành. Nếu có 7 ngày thì còn quá ngắn ngủi để mong cầu điều đó, có thể tu 7 tháng 7 năm cũng chẳng nên mong cầu điều đó. Có người tu chục năm, vài chục năm cũng chưa có nimitta, cái gì mình tới tu mấy ngày sao mong cầu được. Còn tùy thuộc cái ba la mật của từng người, người nào mà có ba la mật mạnh, còn do kiếp trước đã tu rất là thâm sâu rồi, đời này tu giống như ôn lại bài thì người ta sẽ có dễ dàng nhanh chóng. Còn có những người thì phải tu rất là lâu thì mới có. Nên là đừng mong cầu, mà chỉ cần mình mong rằng là mình sẽ tu tập mà không chán nản, sẽ tinh tấn mà không thối thất cái tinh tấn đấy, thì mình chỉ mong cầu như thế, mong sao tôi đừng thối thất cái tinh tấn này, mong sao tôi sẽ hoan hỷ tinh tấn thực hành, kiên trì miên mật trải qua suốt cuộc đời này, không từ bỏ cái con đường tu tập này. Đấy, mình nên mong cầu cái điều đấy thôi, chứ đừng mong cầu cái sự thành tựu gì. Rồi từ cái công phu thực hành đấy, nó sẽ thành tựu một cách rất tự nhiên, như là người trồng cây đến cái ngày nó tự động nó ra trái, ra hoa, chứ mình không nên mong cầu đến ép buộc nó phải ra hoa. Cái sự thành tựu cái pháp tu tập này nó cũng như thế, mình trồng cây đến để nó tự động nó ra trái không. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Cúc ạ. Con kính thưa sư, con mong muốn được học thiền nguyên thủy. Con kính xin sư chỉ dạy cho con ạ. Con xin tri ân công đức sư ạ. Muốn học thiền thì tốt nhất nên về chùa Phúc Minh để tham dự một khóa thiền ấy, thì mới học được một cách bài bản cặn kẽ nhất. Hoặc là hôm nào trình pháp vào các buổi thứ tư sư hướng dẫn thiền trực tiếp ấy, thì sẽ học thiền tốt hơn. Nhưng mà bây giờ thì tốt nhất là cứ có chọn một cái không gian yên tĩnh, ngồi giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại, hướng tâm lên trước cửa mũi, nhận biết hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên nhất. Rồi cứ duy trì như vậy, mỗi thời ngồi kéo dài 1 tiếng, 2 tiếng, có thể ngồi được càng lâu càng nhiều càng tốt. Thì việc đầu tiên là cứ làm như thế để cho cái tâm của mình nó quen biết với hơi thở đi. Rồi sau đó cần phải thực hành miên mật và có cái sự trình bày trình pháp nữa, thì đến lâu thì sư sẽ hướng dẫn và chỉ tiếp về sau. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Văn Tiến ạ. Chân đế của thiền là gì ạ? Chân đế ở đây tức là muốn nói về các cái pháp chân đế, tức là Đức Phật dạy hai pháp, một là cái pháp tục đế, hai là pháp chân đế. Pháp tục đế ví dụ như Đức Phật dạy về giữ giới, dạy bố thí, dạy cách cái việc làm phước để hưởng những cái phước báo ở cõi nhân gian thiên giới, từ bỏ những cái điều ác làm điều này. Đấy là một cái pháp thuộc về tục đế. Còn cái pháp thuộc về chân đế ở đây có nghĩa là vị đấy cần phân tích ra cái thân của mình, nó là có những cái sắc pháp, nó thuộc về sắc thân tứ đại. Ví dụ cái thân của mình nhìn được cái tục đế, nó là người nam, người nữ, người đẹp, người xấu, thì đó là nhìn theo cái pháp tục đế. Còn nhìn theo cái pháp chân đế, tức là mình phải thành tựu được cái pháp thiền quán phân tích tứ đại. Khi mà đắc được thiền tứ đại, mình sẽ thấy những cái hạt sắc là những cái hạt vi trần nhỏ ni ti, nó xuất hiện ở khắp toàn thân, ở 6 căn của mình. Lúc đấy mình phân tích ra được những cái hạt sắc do sinh, do tâm, do thời tiết, do vật thực sinh. Thì đó là vì đó phân tích ra được cái sắc chân đế, rồi vì đó phân tích ra cái danh chân đế. Ví dụ như là tâm tham thì nó đi kèm với những cái tâm sở gì, như si vô tàm, vô quý, phóng dật, tham tà kiến, ngã mạn. Hay là tâm sân thì nó cũng đi kèm với những cái tâm sở gì. Về cái lộ trình tâm, cái tiến trình tâm, nguyên nhân làm sao nó sinh ra, cái tính sinh diệt của cái danh sắc đó, thì đó là những cái pháp chân đế. Ví dụ như nói là phân tích ra 5 uẩn thì 5 uẩn đấy là chân đế, danh sắc đấy là chân đế. Các cái pháp nó sinh ở 6 căn, 6 trần, 6 thức, đó là những cái pháp chân đế.
Thì khi mà phân tích ra được cái sắc chân đế đấy thì vị đó mới phát triển được những cái tuệ giác, những cái tuệ quán. Phân tích ra được cái sắc cái chân đế đấy thì vị đó mới đoạn trừ được các phiền não như thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham sân hận, ô minh, ngã mạn, phóng dật, kiến ấy, thì vị đó mới đoạn trừ được những cái kiết sử đấy và mới chứng đắc được những cái đạo quả. Đấy, còn nếu mà một người mà không phân tích ra được những sắc chân đế thì vị đó chỉ có phát triển được những cái phước này mà không phát triển được cái đạo quả giác ngộ. Đấy là cái chân đế trong thực hành thiền tuệ là vậy. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hòa. Con kính bạch sư ạ, vì sao nỗi buồn lại thuộc về tâm sân ạ? Nỗi buồn ở đây là khi nó khởi lên cái sầu ưu thì sân nó có nhiều thể loại lắm. Nó sân tức giận nó cũng là sân, khi ghen tị thì nó cũng là sân. Khi mà mình tức giận mình cũng buồn buồn sầu ưu, khi mà mình ghen tị nó cũng sầu ưu. Thì sân thì bao giờ nó cũng có sầu ưu, khi mình khởi lên tâm sân là sẽ có sầu ưu, khi mình đánh nhau chửi ai với ai lúc đấy mình cũng có sầu ưu, khi mà mình than khóc vì những người thân qua đời lúc đấy là mình cũng sầu ưu. Hay là lúc này mình chỉ cần hơi khởi lên cái tâm buồn phiền vẩn vơ ở cái mức độ rất là nhỏ thôi thì đó cũng là sầu ưu. Vậy nên là bất cái sân nào nó là sầu ưu, nó ở cái mức độ lớn hay nhỏ mà thôi. Mình chỉ hơi hơi buồn phiền một chút thôi thì đó cũng là sân, nó sầu ưu. Mà cái sầu ưu đấy nó mạnh lên thì nó trở thành tức giận, nó mạnh lên nó trở thành sân tật nận hối. Thì đã là sân thì nó phải là sầu ưu, sầu ưu nó là sân, hai cái đấy nó là một, cho nên nói nó là như vậy nhá. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lý Tịnh. Dạ, con bạch sư, với người Phật tử vừa vào đạo, làm sao để một người phân biệt được đâu là chánh pháp và đâu là tà pháp, tà kiến ạ? Bởi vì bây giờ trên mạng, sách báo thì các thông tin tràn lan thật giả lẫn lộn. Có số tài liệu tinh vi đến mức họ trộn chánh pháp vào tà pháp, làm các Phật tử, hành giả gặp nhiều khó khăn trong việc phân biệt. Con kính sư chỉ dạy cho chúng con ạ. Tại vì cái pháp của Đức Phật nó quá là thâm và nó vượt khỏi cái tâm lý ý thức của những người bình thường. Cho nên là ở trong những người tu đạo ấy, chỉ cần những cái người người ta trộn hòa trà trộn một chút cái tà đạo vào trong cái chánh đạo thôi là người ta đã làm lạc đường, làm lạc cái tư tưởng của những cái người tu tập rồi. Cho nên là có những người tu tập rất là lâu năm, có thể là rất là số đông người vẫn bị ngộ nhận và cũng không phân biệt ra được cái chánh đạo với tà đạo ấy. Rất là khó để nói là làm sao với một người sơ cơ có thể phân biệt được chánh đạo với tà đạo. Thật ra thì người nào may mắn ấy, mà có sơ cơ mà mình đã được gặp chánh pháp, mình đã được gặp chánh đạo ngay, mà mình được học cái chánh đạo đấy, được tu tập cái chánh đạo và giác ngộ được cái chánh đạo ấy, thì cái người đấy sẽ đảm bảo được cái điều chắc chắn là mình sẽ đi theo đúng chánh đạo. Còn có những người nào mà mình lại gặp những cái vị tuyên truyền cái tà pháp thì mình tin tưởng và thực hành theo cái tà pháp đấy, rồi mình kiên trì chấp thủ cái tà pháp đấy, mình không từ bỏ được, thì nói làm sao để một cái người mà phân biệt được chánh đạo với tà đạo thì rất là khó. Nhưng mà cứ có thể nói rằng là chánh đạo thì đó là chỉ nói về bốn vấn đề. Đó là nói về khổ, về nguyên nhân sinh ra khổ, về sự chấm dứt khổ và con đường đi đến chấm dứt khổ, thì đó là chánh đạo. Ví dụ như là cái người cái đạo chân chánh thì luôn luôn phải biết rằng tất cả các cái sinh hữu, các cái cõi sống đều là khổ hết. Khổ làm sao lại nói là khổ? Bởi vì tất cả những cái gì sinh lên đều có diệt đi. Ví dụ cõi người này có sinh lên diệt đi, cõi chư thiên, phạm thiên, sắc giới, vô sắc giới đều có sinh và có diệt. Cho nên cõi nào cũng bị cái sự vô thường nó chi phối. Vì vô thường đấy cho nên khổ, vì khổ cho nên nó làm vô ngã. Nói là khổ đế, cái sự thật là khổ, mà mình cần hiểu ra cái sự khổ đấy, rồi mình sinh ra cái sự nhàm chán đối với cái sự tái sinh này. Đó là chánh đạo. Còn nếu mà tà đạo thì người ta sẽ tán thán rằng có một cái cõi lạc thú, hãy làm cái việc gì đó để hưởng những cái dục lạc,
ở cái cõi này, cõi kia đó, thì nó đi ngược lại với cái chân lý của đạo, thì nó không thể là tránh đạo. Tán thán một cái cõi sống nào đó rất là cao cả an lạc, rồi hướng con người, xu hướng con người sinh tái sinh về đấy để hưởng cái hạnh phúc, cái dục lạc ở cái cõi đấy, thì đó là đi ngược lại với cái chân lý thứ nhất. Vì không có cái cõi nào là trường tồn, không có cái cõi nào bất tử, cõi nào cũng có sinh tử, nên là có vô thường khổ vô ngã hết. Vậy phải nhàm chán với cái sự tái sinh, đó là con đường chánh đạo. Thứ hai là nguyên nhân của cái sự tái sinh đó cần phải được đoạn trừ, khổ cần phải biết, tập đế là cái nguyên nhân sinh khổ được đoạn trừ, mà khổ chính là tham ái, tham ái cần được đoạn trừ. Vậy thì cái pháp tu nào, cái con đường, cái đạo độ nào hướng đến đoạn trừ tham ái? Tham ái với cái gì? Tham ái với ngũ dục là phải đoạn trừ, tham ái với sắc thân phải được đoạn trừ, thân bên trong bên ngoài cao thượng hạ nhiệt quá khứ vị lai, không có tham ái với một cái sắc thân nào hết. Tham ái với cảm thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu phải đoạn trừ. Tham ái đối với tưởng, những cái tư tưởng, tâm ý phải được đoạn trừ. Tham ái đối với thức, sắc thọ tưởng hành thức, tham ái với thân năm muộn này phải được đoạn trừ. Chấp thủ đấy phải được đoạn trừ. Tham ái với các hành động đó phải được đoạn trừ, tức là đoạn trừ tất cả những cái tham ái. Đoạn trừ tham ái thì cái vị đó không có tham ái với thân năm muộn bên trong bên ngoài, không tham ái đối với những cái việc thiện bất thiện gì hết. Và thì vị đó đoạn trừ được cái tham ái đấy thì đoạn trừ được nhân sinh đau khổ. Trừ được tham thì nó cũng đoạn trừ sân si tà kiến, vô minh ảo tưởng, nó đều đoạn trừ. Thì cái trí tuệ nó mới đoạn trừ được tham ái, nhưng mà tà pháp, tà kiến, mi si mê không đoạn trừ được tham ái. Vì còn có cái pháp nào mà tán thán cái tham ái, tăng trưởng cái tham ái, ưa thích tham ái thì đó là tà pháp. Và hướng đến cái sự tịch tĩnh, diệt trừ tham ái, chấm dứt khổ đau thì đó là chánh pháp. Và cái con đường để đoạn trừ tham ái đưa đến chấm dứt khổ đau đó là chánh tri kiến. Chánh tri kiến ở đây là thấy các cái pháp chân đế, các cái sự thật, thấy khổ, tức là thấy được cái danh sắc chân đế. Chánh tư duy cũng thế, tư duy về các cái sự thật đó. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đấy là thực hành theo đúng bát chánh đạo đấy, thì là chánh đạo. Còn đi ngược lại với bát chánh đạo thì nó là tà đạo thôi, thì nó sinh ra tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Và nói là chánh pháp là như thế, nhưng mà pháp thiết thực hiện tại đấy không có thời gian đến để mà thấy, nhưng mà pháp ấy có khả năng hướng thượng, nhưng cái pháp đấy người trí mới hiểu được. Với người ngu thì có giải thích, hay là với một cái người có duyên thì gặp được, người không có duyên cũng không gặp được. Người trí ngộ được, người không có trí cũng khó mà ngộ được, thì còn tùy duyên vậy. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quảng Thiện ạ. Dạ, con kính bạch sư, tại sao Đức Phật nhập Niết Bàn lại đem nhiều lợi lạc cho nhân thiên như vậy? Đức Phật nhập Niết Bàn là tuân theo cái quy luật tự nhiên, chứ không phải là Đức Phật nhập Niết Bàn là đem lại cái sự lợi lạc cho nhân thiên. Mà lúc đấy thì cái duyên nó đã hết, tuổi thọ hết, nghiệp hết, thì Đức Phật cũng phải thuận theo cái quy luật tự nhiên. Thì Đức Phật, cái sự nhập Niết Bàn Đức Phật mà đem lại cái lợi lạc cho nhân thiên, ở đây ý muốn nói rằng là cuộc đời Đức Phật có đản sinh, sinh ra trên đời là đem lại cái sự hạnh phúc lợi lạc cho nhân thiên. Đức Phật thành đạo đó là cái sự hạnh phúc lợi lạc cho nhân thiên. Đức Phật nhập Niết Bàn thì đó là sự lợi ích nhập lạc cho nhân thiên. Nếu như Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhập Niết Bàn ngay thì sẽ không đem lại cái lợi ích và an lạc cho chư thiên được. Mà Đức Phật có thành đạo, có thuyết pháp rồi mới nhập Niết Bàn, thì đó là cái lẽ tự nhiên. Vì một cái người tưởng nhớ đến cái sự đản sinh của Đức Phật, đến sự thành đạo của Đức Phật, đến những cái sự thuyết pháp của Đức Phật, đến cái sự nhập Niết Bàn của Đức Phật, là cái người có trí tuệ. Người đó thứ nhất rằng là tưởng nhớ đến một bậc đã giác ngộ và khai mở ra cái giáo pháp giác ngộ với cái tâm hoan hỷ, tịnh tín vào Đức Phật và vào giáo pháp của Đức Phật, và tinh tấn thực hành theo cái con đường, cái giáo pháp đó.
Còn Đức Phật nhập Niết Bàn là cứ tuân theo cái quy luật tự nhiên. Nó sẽ làm cho một cái người có trí tuệ sinh ra cái tâm kinh cả, sinh ra cái tâm đó là phải nỗ lực cố gắng tinh tấn. Vì đến Đức Phật là bậc toàn giác trí, có uy lực, có thần lực như thế mà Ngài cũng còn phải tuân theo cái quy luật vô thường. Không ai trên đời này có thể tồn tại vĩnh hằng, vĩnh viễn, mãi mãi được. Vậy cho nên là không bị đấy mới nỗ lực tinh tấn để thực hành theo chánh pháp để đi đến giác ngộ theo. Thì có cái tác ý như vậy thì vị đó sẽ có lợi lạc. Cái người không biết tác ý đúng thì có lợi lạc, tác ý sai thì không có lợi lạc. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần. Dạ, thưa sư, con vừa nghe sư giảng, nội dung là khi một người mệnh chung, người đó nghĩ về một người thân của mình, người mà đã xuất gia và có đức hạnh, đạt được giới định tuệ, thì người mệnh chung đó sẽ được sanh về cõi lành. Như vậy, nếu như mình không có người nhà xuất gia, lúc mệnh chung mình nghĩ về một vị sư mà mình nhận thấy người đó có đầy đủ đức hạnh, thì mình có được về cõi lành không ạ? Có được về cõi lành nhá. Nếu như mà không nhất thiết là phải là người thân, người nhà mình. Người thân, người nhà thì đó là một cái lẽ đương nhiên và nó sẽ xảy ra một cách chắc chắn hơn. Còn đối với những người kể cả không phải người thân của mình nhưng mà mình chỉ cần tôn trọng, cung kính bất cứ một cái vị tỳ kheo nào đấy. Mà nếu như mình cung kính đúng cái vị đáng cung kính, tức là mình có cái sự hoan hỷ với giới của vị đó, với định, với tuệ, với giải thoát chi kiến của cái vị đó. Và đến lúc mình chết với cái thiện tâm đấy, với cái trí tuệ đấy, thì chắc chắn mình được sinh về cõi này. Đó là mình tưởng nhớ đến ân đức của chư Tăng mà được sinh về cõi này. Thì dù vị đó không phải là thân quyến của mình, vẫn có cái lợi ích như nhau nhé. Chỉ trừ khi mình lại tưởng nhớ vào một cái vị ác giới, có tà định, tà chi kiến, tà giải thoát, mình sẽ không có lợi lạc. Còn nếu mình tưởng nhớ đến một cái vị có giới định tuệ thì chắc chắn mình vẫn được sinh về cõi này. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả An. Dạ, con kính bạch sư, khi một người chấp thủ cho một chúng sinh là có thật thì đó là tà kiến. Vậy cho con hỏi, có phải là chúng sinh thì không thật có về tự ngã, nhưng danh sắc chân đế của chúng sinh đó thì vẫn là thật sự hiện hữu đúng không ạ? Thì danh sắc thì nó là danh sắc, nó luôn luôn sinh diệt. Mình nói là nó hiện hữu, mà nó luôn, nếu mà nói đúng hơn thì nó luôn luôn sinh diệt. Thế về một cái người có trí tuệ nhận ra được cái sinh diệt của nó thì cái người đấy là cái người giác ngộ, vì người đó thấy sự thật. Còn những cái người bình thường không thấy được cái danh sắc đó nó sinh diệt thì mình vẫn có cái thân này, có cái tâm này này, nhưng mà mình đang thấy trên cái tục đế, hay là thấy bằng cái tưởng, không phải thấy bằng cái tuệ. Thì mình thấy là tôi có thân, tôi có tâm, là mình đang thấy bằng cái tưởng. Mình tưởng cái sắc này là cái thân, cái sắc này mà mình không nhìn thấy cái pháp chân đế, cái sự thật tột cùng của nó, chỉ là những cái tứ đại sinh diệt đấy. Vậy thì cái đấy nó vẫn là ảo tưởng, là vô minh. Từ cái vô minh này nó mới sinh ra tham ái, sinh ra chấp thủ. Còn cái danh sắc chân đế thì nó luôn luôn sinh và diệt, luôn luôn sinh và diệt. Thì mình cần phải thấy cái tính sinh diệt của cái danh sắc chân đế đó thì mình sẽ diệt được cái vô minh, tham ái, chấp thủ. Dạ bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Quang ạ. Con thưa sư, đời này vị đó phát nguyện là đời sau sẽ xuất gia tu theo đúng chánh pháp của Phật. Vậy đời này vị đó cần làm những gì để đời sau vị đó sẽ thành nguyện? Con xin tri ân sư ạ. Cái mà vị đó cần nhất thì đó là vị đó phải, ví dụ như là hướng tâm đến chánh pháp, vị đó học chánh pháp, hành chánh pháp, hay là hướng đến những cái vị tu tập chân chánh với cái tâm hoan hỷ, cung kính, tôn trọng và khởi lên cái ước nguyện. Hoặc là vị đó làm bất cứ một cái thiện nghiệp gì đó, bố thí, cúng dường, giữ giới, học kinh, nghe pháp, thì đó đều đi kèm với những cái ước nguyện được gặp chánh pháp, không gặp tà pháp. Thì cái nhờ cái công đức và cái ước nguyện cao thượng đấy có thể sẽ là duyên cho vị đó gặp chánh pháp. Thì vị đó cần phải gieo duyên với chánh pháp,
thì vị đó mới sẽ gặp được chánh pháp.